Hello, chào mọi người. Hello anh. Chào mọi người nhá. Mọi người vào cả rồi, anh em ta bắt đầu học nhá. Lớp khá đông đấy, nên là mọi người buổi học thì mọi người chú ý nhá, mọi người chú ý lắng nghe nhá. Video mình sẽ không quay lại màn hình đâu, nên là một số anh em hỏi có quay màn hình không thì mình không quay nhá. Bởi vì buổi chia sẻ mình không quay màn hình đâu. Đợi mấy phút cho mọi người vào cả nữa nhá, mọi người nhá. Vô đã. Trước khi học mọi người có câu hỏi gì không ạ? Mọi người có thể hỏi đi. Ai có câu hỏi thắc mắc gì thì có thể hỏi. Và lớp mình vào Zoom khá là đông nên là mọi người chú ý giúp là mọi người tắt mic nhá. Mọi người tắt mic nhá. Khi nào có câu hỏi gì thì mọi người có thể bật mic lên. Alo mọi người nghe mình nói không nhỉ? Nghe rõ mình không nhỉ? Nghe rõ tiếng mình không nhỉ? Nghe rõ ơi, em nghe rõ ơi đây. Xin chào, nghe rõ, chào. Ok anh. Mọi người có câu hỏi gì trong quá trình làm Amazon không ạ? Anh em có câu hỏi gì không? Mình nghĩ làm Amazon chắc chắn là mọi người có nhiều thắc mắc chứ, đúng không nhỉ? Thì trước khi vào bài học, đợi mọi người vào đủ một tí thì mình có thể giao lưu chia sẻ với nhau. Anh em có câu hỏi gì thì có thể hỏi luôn. Mọi người tắt mic giúp mình nhé. Khi nào có câu hỏi gì thì mọi người có thể bật mic lên và hỏi nhé. Anh em mình đã có ai đã ai thực chiến với Amazon chưa? Đã ai làm Amazon chưa nhỉ? Hay là toàn người mới cả? Hay là đều đang tìm hiểu cả mọi người? Em chỉ xem video trên YouTube thôi ạ. Em chưa thực chiến lần nào. Xem lâu chưa em? Đăng ký tài khoản chưa? Em cho em hỏi là kiểu giờ mình tạo account có được không anh? Account được em. Tạo được. Tạo thì nếu mà em tạo info ở thị trường Việt Nam mình thì sẽ phải đợi nhé mọi người nhé. Tạo tài khoản ở thị trường Việt Nam mình phải đợi. Còn mọi người nếu mà phải tạo info nước ngoài ấy, thì
sẽ thời gian chờ đợi sẽ ngắn hơn. Info nước ngoài, info nước ngoài đây là một số nước nào tí mình sẽ nói. Mọi người tắt mic giúp mình nhá. Có câu hỏi gì thì mọi người bật mic lên nhá. Bởi vì nếu không thì sẽ lớp rất là đông người ấy. Anh Huấn à? Anh Huấn trên bình luận có hỏi gì ạ? Chia sẻ nguồn drop Mỹ à? Drop Mỹ nhiều lắm anh ơi. Drop nguồn Mỹ cực kỳ nhiều luôn. Drop từ Amazon này, eBay này. Được chưa nhỉ? ST, Walmart, Best Buy hay là Home Depot. Home Depot nhá, rất nhiều nguồn nhanh anh Huấn nhá. Drop từ Ali thì mọi người vẫn có thể drop được. Chỉ có điều mọi người phải biết cách chọn nhập cấp cũng như là chọn cái gói vận chuyển. Không thể cái nam hình nào khác. Mình sẽ tắt mic của mọi người nhé. Ai mà có câu hỏi gì thì mọi người đặt câu hỏi nhé. Đặt câu hỏi thì mọi người có thể giơ tay hoặc mọi người bật mic nhé. Ai có câu hỏi gì thì có thể chat được nhá. Bởi vì mọi người không mọi người hỏi ngang thì cũng không vấn đề gì cả, nhưng mà sẽ có phần dành riêng cho câu hỏi nhá. Ở cuối buổi hoặc là bây giờ đầu buổi thì mọi người có thể hỏi luôn được. Mọi người đang có vướng mắc gì thì mọi người có thể hỏi luôn. Ai bị tắt mic nhỉ? Ai bị tắt mic vậy? Ồ Vinh à? Ok. Anh bật rồi lại. Anh bật lại rồi đấy. Alo mọi người nghe rõ mình nói không nhỉ? À nghe bạn. Mọi người có câu hỏi gì thì mọi người có thể hỏi đi ạ. Bởi vì là trước khi học thì đợi mọi người đông đủ là mọi người sẽ học nhé. Em cho mình hỏi tí, em bán hàng trên Amazon thì drop từ Walmart sang thì mình chỉ mở cái tài khoản buyer ở Walmart à? Đúng rồi. Nhưng mà thường nếu mà nguồn ở Mỹ thì mọi người hay nhờ check out hơn. Nhưng mà nguồn từ đâu ấy, nguồn từ Mỹ hay nguồn từ Trung Quốc hay là nguồn từ nước thứ ba nào ấy thì đều có ưu nhược điểm cả. Nguồn từ Mỹ thì mọi người lợi nhuận của mọi người rất là thấp. Bởi vì nguồn từ Mỹ thì cái tiền ship vận chuyển, cái tiền vận chuyển và tiền thuế các thứ nó rất là cao. Còn ship từ Trung Quốc thì nguồn nó rất là đa dạng. Có nghĩa là sản phẩm rất là đa dạng nhưng chỉ có điều là ship hơi lâu chút, mọi người phải biết cách thì mọi người mới ship nhanh được. Nguồn Ali thì cũng được nhưng mà phải biết cách à. Đúng rồi, nguồn Ali vẫn nhiều team, các team vẫn làm nguồn Ali bình thường mà. Thực ra Trung Quốc đâu phải chỉ có một nguồn Ali đâu, có nhiều nguồn mà. Có ai lấy nguồn ở ấy không? Có ai lấy nguồn ở DHGate không? DHGate này cũng ở Trung Quốc nhỉ? DHGate cũng trang thương mại điện tử của Trung Quốc. Mọi người có thể lấy nguồn ở Alibaba này, DHGate này, hoặc là AliExpress, hoặc là JD, Tmall, rất nhiều trang. Dũng cho hỏi là bây giờ mình muốn tức là mình không drop ship mà mình muốn lấy hàng từ Việt Nam mình gửi ra Mỹ mình bán bên kho Amazon á. Vâng. Thì cái đó mình phải có đăng ký cái gì bên Mỹ không, hay là mình phải xin thủ tục gì không? Anh đăng ký brand thôi, anh đăng ký brand thương hiệu của cái sản phẩm ấy thôi. Anh đăng ký brand, anh đẩy hàng sang kho. Anh có thể đăng ký hoặc không đăng ký, nhưng mà nếu mà làm FBA thì anh nên đăng ký brand để tránh bị hijack nhá. Còn anh đẩy sang kho thì gần như cái thủ tục thì bọn bên vận chuyển người ta lo hết anh ạ, không phải lo, mình không phải lo luôn. Chỉ có điều là anh muốn đi hàng FBA ấy, thì anh phải tìm được cái sản phẩm ngon anh đi thì mới có lợi nhuận được, bởi vì cái chi phí đi FBA rất là lớn, chi phí duy trì rất là lớn luôn. Anh Minh nghe rõ không nhỉ? Nghe rõ. Vâng.
ai có câu hỏi gì thì mọi người có thể gửi, mình sẽ trả lời các câu hỏi trong phần chat của mọi người nhé. Drop nguồn Ali thì thời gian nó lâu nhưng mọi người phải biết cách nhé. Drop lâu nhưng mà vẫn làm được mọi người ạ, vẫn làm được nhé. Còn lại thì nếu mà drop mà Ali mà drop mà chết thì anh em drop từ xưa đến nay chắc không làm được nữa. Nhưng bây giờ mọi người ai làm POD không? Có ai làm POD không? Mọi người vẫn drop từ Ali bình thường mà, drop từ nhà cung cấp từ Ali bình thường mà. Muốn gửi hàng từ Việt Nam sang Mỹ nên chọn nhà vận chuyển nào à? Có rất nhiều đơn vị vận chuyển bạn ơi. Tranh khẩu hiệu, có rất nhiều đơn vị vận chuyển nhá, có thể kể đến như Sài Gòn Bay hay là Hợp Nhất. Những cái đơn vị vận chuyển bạn có thể lên nhóm nhá. Lên cộng đồng Amazon Việt Nam ấy, rất là nhiều các bạn gửi hàng, các công ty gửi hàng từ Việt Nam ra Mỹ rất nhiều. Mọi người có thể lựa chọn nhé. Người ta có các bảng phí dịch vụ ấy, thì mọi người có thể liên hệ để họ gửi cái biểu 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 giá phí ra cho để mọi người lựa chọn nhé. À, Dũng ơi, có thể chia sẻ mình xíu là bây giờ mình mới vừa mở một cái tài khoản và mọi thứ ok hết rồi, nhưng mà bây giờ làm sao để mà bây giờ khởi đầu để mà bán thì chưa có biết là cách làm như thế nào. Đúng rồi. À, có nghĩa là anh có tài khoản hết rồi nhưng mà anh chưa biết cái quy trình bán hàng như nào đúng không? Đúng rồi, chưa biết quy trình bán hàng rồi, chưa biết lấy hàng rồi gửi ra bển ra sao, nói chung là nó rất rất mới. Anh đang muốn làm hình thức nào? Anh đang muốn làm drop hay FBA? Muốn làm FBA đấy chứ. Nếu mà anh làm FBA ngay ấy, thì em khuyên anh nên trước khi mà làm FBA thì anh nên làm qua drop một chút. Anh kể cả anh không làm drop cũng được, nhưng mà anh hiểu cái hình thức làm drop rồi anh sẽ nâng cao làm FBA cũng không vấn đề gì cả. Còn nếu mà anh chuyển một phát sang FBA ngay thì nó hơi giống kiểu FBA, đó là một cái hình thức mà cao cấp nhất của Amazon rồi. Nên là cái hình thức FBA là cái hình thức khá là khó. Anh hiểu không? Thì anh cần phải có nhiều kiến thức một chút. Anh phải cần có nhiều kiến thức từ gì? Từ tìm sản phẩm này, tìm keyword này, rồi đưa hàng sang kho này, dính barcode này, rồi thì chiến lược để đẩy sản phẩm đi. Bởi vì hàng mang sang kho, có nghĩa là hàng đẩy sang kho Amazon thì rất là đơn giản thôi nhá. Không có gì khó cả. Chỉ có điều là làm sao để đẩy được đầu ra phải ngon ấy thì mới ok được. Còn nếu mà anh làm drop thì anh có thể test được thị trường nhé. Anh làm dropship thì một thời gian anh chỉ test thị trường là anh biết là ngay sản phẩm nó ngon, sản phẩm nó không ngon. Thì từ những cái test của anh ấy thì anh có thể hình dung ra cái sản phẩm anh có thể đi sang FBA. Bởi vì đa phần anh em mình đi hàng FBA là mình không phải là xưởng sản xuất đúng không? Mình không có sản phẩm độc quyền. Nên là gì? Nên là mình không có sản phẩm độc quyền, mình chỉ có nghiên cứu về cái dòng sản phẩm ấy thôi. Anh em mình đi FBA đa phần là không có gì ạ, không có sản phẩm. Thì không có sản phẩm thì mình phải đi tìm sản phẩm, đúng không? Mình phải đi tìm sản phẩm, mình phải đi tìm thì mình phải tìm được sản phẩm ngon. Và sản phẩm mà để thành công với FBA, sản phẩm chiếm 70% rồi nha mọi người nhá. Còn nếu mà sản phẩm mà không ngon mọi người đi sang thì chỉ vứt tiền đi thôi. Mà làm FBA thì tốt nhất mọi người okay. Lên lập team mà làm, chứ đừng làm một mình. Đừng ngay làm một mình FBA nhá, không nên, không khuyến khích. Làm cũng được nhưng mà không khuyến khích, bởi vì FBA rất nhiều khâu mọi người nhá. Ok. Anh làm drop trước đi, anh có tài khoản anh làm drop trước đi. Làm drop một thời gian khoảng vài tháng xong bắt đầu lập tìm một cái team nào đấy. Sau đó là anh em lập team lại xong bắt đầu làm với nhau. Em nếu mà ở Hà Nội có thể qua văn phòng em hỗ trợ. Ok, mình ở Sài Gòn. Rồi, ok. Ok. Ủa vậy cái lúc ban đầu mà khi mà Dũng mới bắt đầu bán hàng Amazon thì không nghe rõ anh ơi. Có thể chia sẻ với mọi người ở đây. À, em bắt đầu bán Amazon à? Em bắt đầu làm Amazon từ 2016. Đầu 2016. Thì cái thời điểm đấy thì thực ra thì nó cũng là một cái duyên thôi chứ không phải tìm hiểu gì đâu. Tự nhiên nhìn thấy một cái bài viết của trang nước ngoài nó nói về là dropship Amazon thì em mới tìm hiểu. Thì thực ra từ cái thời điểm đấy thì rất là ít người chia sẻ trên mạng, đặc biệt là trên YouTube ấy, không có mấy cả. Đa phần là các nguồn em học toàn ở nước ngoài thôi. Nên là hồi đấy làm thì nó có một ưu điểm là gì? Ưu điểm hồi đấy là lập tài khoản rất là dễ, gần như không có bước 2. Nhưng mà nhược điểm là gì? Mình chả có ai chia sẻ nên là mình cứ chết tài khoản liên tục thôi. Và cái đỉnh điểm của em là em làm mất tầm 6 tháng mới có lợi nhuận. Nhưng mà em vẫn kiên trì em làm. Bởi vì drop mà không kiên trì mà không làm đâu nhá. Em nhỉ? Drop mà không kiên trì không làm đâu nhá mọi người nhá. Đó, nên là ngày xưa đi rồi đến bây giờ rất là gian lan, bởi vì là thuật toán của nó thay đổi liên tục ấy. Cộng thêm với lại cái chính sách của nó bị thắt chặt tại thị trường Việt Nam.
do năm 2017-18 anh em mình làm rốp nhiều quá và anh em chơi tool nhiều quá, tip trick nhiều quá nên là bị thị trường Việt Nam mình nó vào blacklist ở ở nước ngoài, nên là gần như là thị trường Việt Nam mình nó bị siết chặt đó, nên là nó cũng khó hơn một chút, khó hơn nhưng không đồng nghĩa với việc không làm được đấy mọi người nhé, vẫn làm được bình thường nhưng chỉ có điều là gì, khó hơn, cạnh tranh hơn đó mọi người. Nếu mà mọi người bây giờ mà có thể tham gia được vào cái thị trường này thì mọi người nên tham gia, bởi vì nó còn không phải nghe ai đâu, theo mình nghĩ thì mọi người không phải nghe ai đâu, trên mạng thì chắc chắn là gì, có người sẽ bảo khó, có người sẽ bảo dễ, ai làm được thì bảo dễ, ai làm không làm được thì sẽ bảo khó, đúng không ạ? Nên là mọi người cứ cứ làm và trải nghiệm, cứ làm và trải nghiệm đó. Ok, vậy cái thời gian cho nó là nó nhiều không Dũng, là mình làm part time hay là Dũng Dũng làm full time? Em thì đầu em thì em làm hiện tại bây giờ thì em đang có công ty làm với Amazon tại Hà Nội đó, thì em làm full time, em có người, em có nhân viên làm. Và ngày xưa thì em như mọi người thôi, đi lên bắt đầu tất cả đều bằng tay hết, làm thủ công hết, không thuê người gì hết, làm thủ công hết, xong dần dần rồi mình muốn mở rộng, mình mở rộng cái mô hình của mình ra thì mình thuê người đó. Chứ còn ngày xưa thì cũng làm gì biết đến cái, làm gì biết đến quản trị đâu. Và nói chung là làm dropship thì mình nghĩ là cá nhân mọi người vẫn có thể làm được. Thời gian thì mình nghĩ là nó không không đến mức hạn hẹp thời gian, không đến mức mà mất nhiều thời gian của mọi người đâu. Nếu mà ai làm full time được, mọi người mình khuyên mọi người nhá, ví dụ các bạn ấy đang có công việc rồi ấy, thì mọi người nên theo công việc của mọi người và mọi người có thể đá cả sang mảng này làm nữa, vào những ví dụ vào cái thời gian buổi tối của mọi người. Ví dụ mọi người rảnh khoảng 2-3 tiếng thì mọi người có thể làm. Và trong mọi người làm khoảng một thời gian cho mọi người trải nghiệm nhá. Mọi người cảm thấy nếu ok thì mọi người hãy chuyển nghề, mọi người hãy chuyển. Còn không, còn tốt nhất là mọi người không nên chuyển một phát sang nhá. Mọi người không nên nghỉ việc và nhảy một phát sang mảng mới nhá. Không khuyên nhá mọi người, không khuyến khích nhá. Bởi vì sang một mảng mới thì bao giờ nó có hai mặt đấy, cũng sẽ rủi ro nhá mọi người nhá. Và gần như cái thời gian ban đầu mọi người, nếu mà mọi người làm ấy mà mọi người không có cái đường hướng rõ ràng ấy, thì mọi người sẽ không thu nhập ngay đâu. Không những không có thu nhập mà có khi còn âm tiền, bởi vì nó sẽ mất những cái tiền gọi là tiền khởi đầu ấy. Đó. Không ai là bắt đầu vào một cái mảng mới mà trọn vẹn đi đường cứ bằng phẳng đâu, không có chuyện đấy đâu mọi người ạ. Đó. Mảng nào cũng thế nhá, cũng có những cái khó khăn ban đầu nhá. Mọi người vượt qua được thì mọi người sẽ hướng đến những cái tầm cao mới. Còn lại nếu mọi người mà không vượt qua được thì rất là khó để mọi người đi tiếp. Đó. Nên là mọi người nên cân nhắc nhá. Làm thêm mảng này thì mình nghĩ là cái thời gian của nó, nếu mà mọi người làm full time cũng được. Full time thì mọi người có thể làm nhiều tài khoản. Còn part time thì mọi người chỉ có dành được một thời gian ít thì mọi người thì làm ở mức độ vừa phải thôi. Doanh số của mọi người nếu mà mọi người bán được thì cũng chỉ ở mức độ vừa phải thôi, không thể bật cao được, không thể cao hết tầm được. Đúng không ạ? Mọi người hỏi nhiều thế. Trả lời các câu hỏi của mọi người xong có khi hết buổi. Rồi mình xem còn câu hỏi nào mọi người hỏi mình trả lời nhá. Rồi đến cuối buổi mình sẽ trả lời nhá mọi người nhá. Cách đăng ký Gtin à? Em lên trên Vinh Nguyễn, em hỏi cách đăng ký Gtin. Em có thể lên trên nhóm nhá, cộng đồng Amazon Việt Nam, mọi người vào phần chủ đề, vào phần topic ấy, chủ đề và phần kiến thức làm dropship Amazon, trong đó có bài viết về cách đăng ký Gtin và cái đường link để đăng ký Gtin nhá. Mọi người làm theo là được. Bắt đầu tạo tài khoản à? Bắt đầu tạo tài khoản thì thực hiện như thế nào? Tài khoản thì mình sẽ không chia sẻ nha mọi người nhé. Bởi vì tài khoản là một bước mà ở thị trường Việt Nam mình gần như là mọi người phải đợi đấy. Tài liệu thì mọi người có thể lên nhóm để xem nhé. Tài liệu mà đăng ký tài khoản thì mọi người có thể lên nhóm để xem nhé mọi người nhé. Còn đăng ký tài khoản thì mọi người cứ đúng quy trình làm thôi. Còn có vấn đề gì thì có thể... Nói chung là mọi người muốn đăng ký tài khoản thành công ấy, thì cái tài liệu của mọi người phải ngon đã. Được chưa nhỉ? Bởi vì cái bước xét duyệt của Amazon nhá là đầu tiên là bốt duyệt, bốt quét nhá mọi người nhá, bốt quét tài liệu, nên là gì? Tài liệu của mọi người nhá, ngon thì qua, không ngon thì giữ, được chưa nhỉ? Không ngon thì giữ tức là sao? Tức là con bốt nó lập trình sẵn rồi, thuật toán của nó lập trình sẵn rồi. Cứ tài liệu gì ạ? Ví dụ mọi người làm tài liệu mà thông tin trên giấy tờ, các tài liệu liên quan và thông tin đăng ký trên Seller Central của Amazon ấy mà không trùng khớp là nó không duyệt. Được chưa nhỉ? Sau khi mà nó review xong ấy, nếu mà ok thì bắt đầu người duyệt nhá. Còn nếu mà không ok thì người không duyệt, được chưa nhỉ? Bốt mà nó giữ thì không đến lượt người. Mà bốt đã qua bước của bốt thì bắt đầu vào bước 2 thì sẽ đến bốt quét tiếp, sau đó đến người nhá mọi người nhá. Đó, nên là mọi người làm tài liệu phải ngon thì mọi người mới vào được, thì mọi người mới qua được tài khoản nhá, còn không không là tài liệu ngon thì không qua được tài khoản đâu. Tài liệu ngon như thế nào thì mọi người làm nhiều mọi người sẽ biết nhá. Được chưa nhỉ? POD à? POD là print on demand nhá mọi người nhá, mọi người có thể lên mạng mọi người đọc các tài liệu về POD nhá. POD tức là mọi người sẽ
thiết kế cái design được chưa nhỉ? Có thể thiết kế để dính lên đâu ạ? Để móc cắp vào đâu ạ? Vào áo, vào cốc, vào khẩu trang, vào tất, vào xịt, vào tất rất nhiều thứ có thể, và mọi người bán cái design đó để người nước ngoài người ta mua, người Mỹ, đặc biệt là người Mỹ người ta mua, hoặc là bất kỳ một cái nền tảng nào đấy, hoặc là bất kỳ một cái gì ạ, bất kỳ một cái nước nào đấy người ta mua, người ta bạn mọi người bán ở thị trường nào thì mọi người sẽ nghiên cứu về cái design, về cái sở thích hành vi của người ta ở thị trường đó. Mọi người có thể bán ở trên, mọi người có thể bán POD trên những cái trang chuyên về POD thôi, một số nền tảng chuyên về POD thôi, rất nhiều nền tảng chuyên về POD nhé mọi người, như ví dụ như kiểu là T-Chip hay là T-Spring, hoặc là mọi người có thể bán trên domain riêng, hoặc anh em có thể bán trên ST về hàng handmade, hoặc là bán trên Amazon hoặc là eBay cũng được, tùy mọi người. Cách đăng ký brand làm POD à? Brand thì nhờ dịch vụ thôi, chứ mình đăng ký lâu lắm. Tốt nhất là giờ dịch vụ nhé mọi người nhé. Nhờ dịch vụ làm đăng ký brand thôi thì nó sẽ nhanh hơn. POD anh sẽ không chia sẻ trong buổi hôm nay nhé mọi người nhé. Hôm nay mình chỉ chia sẻ về dropship thôi. Còn POD thì nếu mọi người muốn chia sẻ thì mình sẽ chia sẻ vào một buổi khác nhé. Bởi vì POD là một lĩnh vực rất là rộng, nếu mà chia sẻ nó lan man lắm. FBA. FBA thì tí trong khoa mình sẽ nói nhé. Ở tài khoản Amazon cá nhân lên tài khoản Amazon Pro có phải xác nhận lại hóa đơn điện nước không? Nếu mọi người up lên thì không, nếu mọi người up từ individual lên professional thì hên xui nhá mọi người nhá. Có tài khoản vẫn bị nhá. Có tài khoản vẫn bị hỏi hóa đơn đấy. Nên là mọi người nếu mà nó hỏi hóa đơn thì mọi người up lại pin thôi. Up lại pin điện nước cho nó hoặc là pin VAT cho nó nhá. Thường sẽ là pin điện nước, VAT giờ không ăn thua rồi. Chi phí quảng cáo ban đầu để test hàng tầm bao nhiêu phần trăm thì ổn? Chi phí quảng cáo để mà test sản phẩm đi FBA ấy, nó rơi vào tầm 11 đến 15% nhá. Testy nhá. Tầm 11 đến 15% doanh thu nhá. Bắt đầu thôi, mọi người làm sao chạy quảng cáo duy trì để mà nó ra được cái đơn hàng organic ấy, tức là đơn hàng tự nhiên ấy. Các tool thuận tiện cho Amazon à? Tool thuận tiện cho Amazon thì có thể kể đến như Helium 10 này, Jungle Scout này. Keyword Tunio chấm chấm keyword chấm Tunio ấy. Này mặt khỏe nhỉ? Ơi, alo, alo, chính Nguyễn Văn hỏi đi. Alo, chính Nguyễn Văn hỏi đi ạ. Viral Lan được chưa nhỉ? Đó, Viral Lan. Rất là nhiều tool nhé để mọi người có thể hỗ trợ mọi người làm Amazon. Thực ra thì mình chỉ dùng Helium 10 thôi. Helium 10 với lại Viral Lan thôi, bởi vì mình thấy các tool khác thì nó cũng chỉ như kiểu Helium 10 nâng cao, không có gì cả. Khóa học về áo cốc thì anh không mở em ạ, anh không mở khóa học về áo cốc em nhé. Khóa học về áo cốc thì nếu mà học thì có thể chia sẻ, em nên tham gia một cái team ở đấy nhá. Nếu mà muốn tham gia team thì inbox với anh gửi cho một số team nhá, ở một số team rất là to ở Hà Nội nhá. Người ta chuyên làm POD ấy, về nhiều nền tảng thì em có thể inbox anh gửi thông tin cho, có thể xin CV nộp vào, hoặc là em anh gửi cho một số bạn info của bạn làm POD. Có tuyển nhân viên à? Hiện tại thì bên nhân sự bên mình đang đủ rồi, nhưng mà sắp tới trong khoảng thời gian tới thì chắc là mình sẽ tuyển thêm mấy bạn nữ. Bạn nữ thì nhá, mình tuyển nam nhé. Nguồn mua tài khoản uy tín à? Nguồn mua tài khoản uy tín thì nếu mà mọi người muốn mua tài khoản thì mọi người có thể liên hệ để mình gửi info cho nhá. Hoặc là mình sẽ gửi info trên nhóm cho mọi người sau khóa học này một số bạn bán tài khoản uy tín. Bây giờ hijack không nên làm em ơi Phong nhá. Theo người mới nên làm hijack hay không? Không nên làm hijack đó em nhá. Hijack mà người mới làm hijack thì em chỉ xếp chặt thiết thôi, không làm đâu. Tiền chỉ nhảy trong tài khoản thôi chứ không lấy về được. Cách chọn sản phẩm và các nguồn, các tool spy nếu có. Chọn sản phẩm thì em phải có cái tư duy để chọn sản phẩm. Chọn sản phẩm thì có nhiều có nhiều cách chọn sản phẩm, thì tùy vào cái tư duy của mỗi người mà chọn sản phẩm bán khác nhau đối với drop đó. Thì tí khóa học đến phần cuối khóa học này anh sẽ nói về phần tư duy tìm sản phẩm nhé. Làm dropship thì nếu mà có brand thì tốt. Đặng chuôn này, mình hỏi cách đăng ký brand như nào, làm dropship có cần brand không? Nếu mà mọi người có brand mà làm dropship thì ngon quá, được chưa? Còn đăng ký brand thì nhờ dịch vụ nhé mọi người nhé, nhờ dịch vụ cho nhanh. Chứ nếu mà mọi người tự đăng ký thì hơi lâu đấy, bởi vì nó approve các thứ rất là lâu luôn.
làm dropship thì nếu mà có brand tốt, còn dropship thì thường anh em sẽ ít anh em có brand lắm. Chỉ có làm FBA thì thường anh em có brand hết thôi. Mua passport nước ngoài nào để xét duyệt với fake mấy cái giấy tờ dễ dàng vậy ạ? À? Mua passport người nước nào à? Để xét duyệt với fake các giấy tờ dễ dàng vậy. Passport thì mọi người có thể mua các nước của châu Âu hoặc là các nước của Đông Á, ví dụ như ở Nhật Bản, Hàn Quốc, hoặc là một số nước của Tây Á hiện tại thì đang xét duyệt rất là ok. Còn lại fake thì nói chung là mọi người, tốt nhất là mọi người nếu mà làm được giấy tờ chính thống thì mọi người lên làm, đặc biệt là thị trường Việt Nam. Mọi người fake tài liệu rất là khó qua nhá, mọi người phải biết cách thì mới qua được. Còn nếu mà mọi người fake mà không biết cách không qua được đâu, mà biết tại sao không? Bởi vì cái điểm ảnh ấy, khi mà mọi người fake tài liệu mà mọi người gửi cho nó nhá, cái điểm ảnh ấy, cái điểm ảnh ở trên cái tài liệu mà mọi người fake ấy, bao giờ nó không trùng được tất cả cái, không trùng được, nó sẽ không bao giờ trùng được cái điểm ảnh trên cả cái phông nền này. Nên là con bot nó quét ra được nha mọi người nhá. Nên là mọi người nếu mà fake thì mọi người phải biết cách mới qua được nhá. Vẫn fake được nhưng chỉ có điều là không khuyến khích mọi người. Viral Lan viết đúng như này đúng rồi em. Đăng ký tài khoản Amazon bán hàng có khó không? Có dễ bị khóa không? Và những giấy tờ để đăng ký. Em có thể lên trên phần chủ đề của nhóm để đọc, và anh có nhiều bài viết về đăng ký bán hàng trên Amazon. Alo. Alo alo. Chưa. Hai Jack và BL là gì thì tí nói nhá. Tìm mãi không thấy link xin gửi tin đâu à? Mọi người vào đúng theo cái đường link như mình nhé. Mọi người vào nhóm này, cộng đồng Amazon Việt Nam này, mọi người vào phần chủ đề. Sau đó là vào phần kiến thức dropship Amazon, mọi người kéo xuống đến khoảng bài viết thứ 3, thứ 4 thì đấy là có bài xin gửi tin nhé. Helium 10 thì mọi người chỉ cần học một số kiến thức ở trên Helium 10, thì mọi người học vài kiến thức ở nước ngoài là mọi người biết dùng thôi. Helium 10 thì nó hơi lằng nhằng một tí nhưng mà mọi người dùng một thời gian là mọi người quen thôi, không khó lắm đâu. Rồi, hết câu hỏi rồi. Còn ai có câu hỏi gì thì mọi người đặt sau nhé. Học đi. Team ở Sài Gòn à? Team ở Sài Gòn anh có quen vài team. Anh có quen vài team làm dropship, với làm dropship eBay và làm dropship Amazon. Cũng như là team làm POD, thì nếu mà anh sẽ gửi cái thông tin cho nhá. Nếu mà ai muốn xin thông tin thì có thể inbox lại cho mình nhá. Mình gửi thông tin cho để mọi người có thể liên hệ với bên team này nhá. Rồi, bây giờ đến phần mình chia sẻ màn hình nhá. Mọi người đã nhìn rõ màn hình chưa nhỉ? Mọi người nhìn rõ màn hình chưa? Ok rồi. Yeah. Rõ rồi. Rồi anh em trong nhóm mình đã có anh em nào thực chiến chưa? Đã có anh em nào bán ra sale chưa? Anh em nào bán ra sale chưa? Anh rồi. Em có... Chưa, đang học. Đang học à? Rồi. Ai rồi nhỉ? Ai rồi nhỉ? Lít hay sao? Em rồi. Em tên là gì nhỉ? Em Bách. À Bách à? À. Em làm rốp à? Không, em làm sản phẩm riêng. À, làm sản phẩm em riêng. Em làm private label. À, private label à? Sản phẩm riêng. Ờ, tốt quá. Nếu mà ra doanh số cao không em? Không, em làm mới mới thôi mà sản phẩm của em giá rẻ lắm. Sản phẩm của em khoảng 8 đô thôi. Ừ. Nên là tháng đầu tiên thì em đang bán được khoảng 120 phần sản phẩm. Ờ, 120 sản phẩm tốt quá rồi. Sản phẩm, nếu mà em có sản phẩm riêng em đi FBM à? Hay là chỉ có độc quyền dạ. Sản phẩm đấy thôi? Đi drop từ Việt Nam luôn à? Hay drop từ nguồn nào? Em đi từ Việt Nam luôn, hàng Việt Nam. Đi Việt Nam luôn ở đó, mọi người có thể tham khảo hình thức drop từ Việt Nam nhé. Việt Nam hiện tại bây giờ có rất nhiều gói vận chuyển, mọi người có thể chuyển trực tiếp từ Việt Nam cũng được. Đó. Nếu có sản phẩm riêng, mọi người nghiên cứu ngách thị trường sản phẩm riêng đi rất là ngon nhé mọi người nhé. Thậm chí không phải đi FBA đâu, không phải đẩy hàng sang kho là mất tiền lưu phí lưu kho đâu, mất tiền ship đâu. Mọi người chỉ có thể bán dropship hoặc là FBM cũng được, FBM cũng được. Rồi, đây là cái phần mục lục tổng quan về bán hàng Amazon. Thì buổi chia sẻ ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người tổng quan về Amazon cũng như là các hình thức hoạt động của Amazon cũng như là các thuật ngữ dành cho người mới nhá. Thì sau cái buổi ngày hôm nay ấy, thì nếu mà mọi người muốn mình chia sẻ thêm về những cái chủ đề gì thì mọi người tạo cho mình một cái vote. Anh em tạo cho mình một cái vote để nếu mà anh em nào muốn chia sẻ về chủ đề gì thì mình sẽ sắp xếp những cái buổi Zoom tiếp theo cho mọi người trên nhóm nhá. Được chưa nhỉ? Đó, thì buổi Zoom thì sẽ tùy hôm nhá, mình sẽ Zoom bất kỳ hôm nào. Thì nếu mà mọi người có nhu cầu về cái chủ đề đấy mà nhiều ấy, mà lớn ấy, thì mình sẽ chia sẻ có thể sâu, chuyên sâu hoặc là không chuyên sâu nhá, tùy mọi người nhá.
Nếu mà anh em có thời gian thì mình sẽ chia sẻ sau hơn. Bởi vì là các vấn đề liên quan đến Amazon hay là một số nền tảng ấy, thì nếu mà để mà chia sẻ sâu hoặc là chia sẻ mà nhiều ấy thì nó rất rất là nhiều thời gian chứ không chỉ một buổi Zoom mà xong được. Đó, nên là có vấn đề gì thắc mắc thì mọi người có thể hỏi trực tiếp trên nhóm hoặc là mọi người có thể hỏi inbox qua mình nhé. Rồi, đây tổng quan về Amazon này. Cách thức hoạt động của Amazon này. Đây là các quy trình để làm dropship PL này mọi người. PL tức là Private Label nha mọi người nhé. Thì mọi người sẽ chuẩn bị giấy tờ này. Đó, phần 1 thì mọi người sẽ chuẩn bị giấy tờ đăng ký này. Chuẩn bị giấy tờ thì mọi người sẽ phải chuẩn bị theo form nhé. Được chưa nhỉ? Mọi người có thể lên trên Amazon Global Selling để xem các cách để chuẩn bị giấy tờ nhé. Cũng như là các loại giấy tờ mà mọi người nên chuẩn bị. Amazon Global Selling mọi người nhé. Team Amazon tại Việt Nam ấy. Phần 2 thì quy trình đăng ký tài khoản Amazon Seller thì quy trình đăng ký mọi người đăng ký bình thường và mọi người phải đăng ký ở thị trường Việt Nam là mọi người phải đợi nhé. Được chưa nhỉ? Phải đợi nhé. Đó, chắc chắn phải đợi. Còn nếu mà anh em nào muốn làm luôn thì tốt nhất anh em đi mua tài khoản cho nhanh. Còn không mọi người nếu mà đăng ký được thì tốt, còn không thì mọi người nên đi mua cho nhanh bởi vì đăng ký ở thị trường Việt Nam chắc chắn phải đợi. Đợi nhanh hay chậm thì tùy tài khoản nhé mọi người nhé. Không 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 có một cái mức cố định nhưng mà thường sẽ ít nhất là anh em nào nhanh thì trong khoảng tháng, trong một tháng là nó sẽ xong. Còn anh em lâu thì có thể mất 1-2 tháng hoặc thậm chí có nhiều anh em mất đến cả nửa năm. Sau đó thì sau khi mà mọi người có tài khoản thì mọi người sẽ phải có tư duy để tìm sản phẩm, tìm hàng và phân tích cái sản phẩm drop PL đấy. Xem sản phẩm nào có thể bán được, sản phẩm nào không bán được. Tìm nhà cung cấp này, sau đó tìm nhà cung cấp. Tìm nhà cung cấp thì có thể mọi người tìm nhà cung cấp ở các nguồn. Các nguồn có thể ở một nước thứ ba nào đấy. Ví dụ Anh, Pháp, Mỹ, mọi người drop từ các nguồn đấy thì mọi người có thể bán ở các nước đấy. Drop từ nguồn Trung Quốc, từ Mỹ, đó, từ một cái nước thứ ba nào đấy nhé mọi người nhé. Thì rất là nhiều nguồn. List hàng. List hàng lên trên Amazon, tìm sản phẩm ok thì mọi người sẽ list hàng lên, sau đó phải tối ưu nhé mọi người nhé, hay còn gọi là SEO Amazon đấy. Mọi người phải tối ưu thì tỷ lệ nổ đơn của mọi người mới cao nhé. Ngày xưa anh em mình không làm gì ạ, ngày xưa anh em chơi tool ấy thì không chơi tối ưu ấy thì mọi người chỉ chơi số lượng thì tỷ lệ nổ đơn nó thấp thôi, không nhiều. Nhưng mà bây giờ list PL thì mọi người nên SEO nhé, phải tối ưu thì mới có đơn được nhé mọi người nhé. Sau đó là ship hàng này, chạy quảng cáo này, chạy quảng cáo PPC thì dropship thì nói chung là cũng ít anh em chạy quảng cáo thôi. Chạy quảng cáo cũng được, mọi người chạy quảng cáo để lên rank, lên top và nhanh có review cũng ok. Đó, nhưng mà FBA thì cần hơn. Xử lý kiện cáo này. Đó, khi mà bán hàng thì chắc chắn sẽ có những vấn đề mà của khách hàng người ta phản hồi lại cho mình thì mình phải xử lý được những cái phản hồi của họ. Rồi, tổng quan về Amazon này. Nghiên cứu cách thức hoạt động của Amazon nhé. Cách thức hoạt động của Amazon như thế nào? Thì Amazon với Google thì cái thuật toán có gì khác nhau không, mọi người? Có khác nhau ở điểm gì không? Amazon với Google có điểm gì khác nhau lắm không? Amazon với Google ấy thì cái điểm chung là gì? Sẽ đều tìm kiếm sản phẩm thông qua gì ạ? Thông qua từ khóa đúng không nhỉ? Đó, thông qua từ khóa. Ví dụ bây giờ mình muốn tìm một cái sản phẩm ở trên Google nhé. Ví dụ bây giờ mình muốn tìm về dép tổ ong chẳng hạn. Đúng không nhỉ? Mình sẽ lên Google mình tìm kiếm cái hình ảnh liên quan đến dép tổ ong đúng không? Nhưng mà đa phần là mọi người lên Google ấy là mọi người chỉ tìm gì thôi, là mọi người chỉ xem những cái thông tin chi tiết hay là những cái thông tin liên quan đến cái sản phẩm thôi. Chứ mọi người có khi nào mọi người lên đây mọi người mua hàng không? Vẫn có mọi người lên đây mua hàng, chỉ có điều là gì? Chỉ có điều là anh em lên đây ít khi mua hàng lắm, chỉ lên để xem thôi ạ. Chỉ để xem cái thông tin về sản phẩm như thế nào thôi, đúng không nhỉ? Còn Amazon thì sao? Amazon thì sao hả mọi người? Amazon cũng tương tự như thế, Amazon cũng tìm kiếm sản phẩm thông qua gì ạ? Thông qua Google. À quên, Amazon cũng tìm kiếm sản phẩm thông qua cái hệ thống tìm kiếm của Amazon. Đó, cũng tìm kiếm thông qua từ khóa. Tuy nhiên là gì? Tuy nhiên là cái tỷ lệ chuyển đổi của Amazon nó rất là cao. Nó cao hơn Google rất là nhiều mọi người nhé. Tỷ lệ chuyển đổi vào những cái mùa bán cuối năm của Amazon thì hiện tại nó có thể thống kê là được là tỷ lệ chuyển đổi của nó có thể lên tầm 70 đến 75% vào những cái mùa bán cuối năm. Tức là tỷ lệ chuyển đổi của nó rất là cao. 10 người lên thì có đến tầm 7 đến 75 người mua hàng. Cộng thêm với gì ạ? Cộng thêm với cái lượt traffic của nó rất là lớn nhé mọi người nhé. Cái lượt traffic đổ vào Amazon một tháng ấy rất là lớn. Mọi người biết lượng traffic free của nó một tháng là bao nhiêu lượt traffic không? Anh em nào biết không? Một tháng lượng free traffic của Amazon nó có thể vào những cái mùa bán cuối năm ấy thì nó có thể lên đến tầm, có những năm nó có thể lên đến 3,5 đến 4 tỷ lượt truy cập một tháng. Mọi người có thể lên trang web similarweb.com nhé để mọi người check được cái lượt free traffic nhé của các trang web nhé. Đây anh em check Amazon này. .com này. Nó sẽ thống kê cho mình được nha, nó sẽ thống kê cho mình được những cái lượng traffic của Amazon đổ vào hàng tháng nhé, là bao nhiêu lượt traffic, tăng giảm bao nhiêu phần trăm so với tháng trước.
Đó thì mọi người sẽ thống kê được, mọi người sẽ có một cái nhìn tổng quan về cái về về cái thị trường Amazon này. Mọi người chú ý này, Amazon nhé, tháng này, tháng gần nhất này là hiện tại bao nhiêu tỷ lượt đây? Hiện tại tháng gần nhất là 2,26 tỷ lượt, thì cái tháng này đã đang bị giảm đi đáng kể so với tháng trước. Tháng trước hiện tại là 2,60 mấy tỷ lượt đấy, nhưng mà tháng này đã bị giảm mất khoảng 400 triệu, được chưa nhỉ? Chỉ còn có 2,26 tỷ lượt thôi, giảm mất 15,88%. Hành vi mua hàng khách hàng làm sao? Bị tụt xuống rất là nhiều. Thì năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid ấy, nên là hành vi mua hàng của người Mỹ cũng bị giảm đi nhiều. Người ta bị thất nghiệp nhiều, được chưa nhỉ? Người Mỹ người ta bị thất nghiệp nhiều, người ta không có công việc, nên là cái nhu cầu mua sắm của người ta cũng bị giảm đi so với các năm, nên là doanh số bán hàng trên Amazon cũng bị giảm đi đôi chút đó. Tuy nhiên thì sao? Tuy nhiên thì vào cái mùa bán cuối năm này thì đăng ký tài khoản cũng khá là khó, bởi vì là gần như là những cái mùa bán cuối năm thì Amazon nó chỉ tập trung cho những cái seller bán tốt trên Amazon thôi. Và những cái anh em mà đăng ký tài khoản vào những cái mùa bán cuối năm, ví dụ như kiểu tầm tháng 9, 10, 11, 12 là khá là lâu duyệt nha mọi người nhé, rất là lâu duyệt nhé. Mọi người đăng ký tài khoản vào những cái tháng đầu năm thì tỷ lệ duyệt sẽ cao hơn chút mọi người nha. 2,26 tỷ lượt để mọi người để ý này. Đó thì thị trường gì đây? Thị trường này là thị trường gì ạ? Thị trường này thì thị trường Mỹ đúng không nhỉ? Thị trường Mỹ thì chiếm bao nhiêu phần trăm rồi? 81,26% đúng không nhỉ? 81,26% đến từ thị trường Mỹ, tức là đã giảm 16% so với tháng trước rồi. Đó, các thị trường khác như Canada rồi Úc, Ấn Độ, Nhật Bản hay là các nước châu Âu, được chưa nhỉ? 89 nước châu Âu đấy thì tỷ lệ chia đều là còn 18%, 19% gì đấy. Tức là gì? Tức là cái thị trường Mỹ là gần như là cái thị trường mà chiếm traffic chủ yếu từ Amazon. Nên là anh em nếu mà làm dropship thì đa phần chủ yếu làm từ thị trường Mỹ thôi. Bởi vì thị trường Mỹ nó rất là rộng và nó tiềm năng, cộng thêm với Amazon là trang web mà của nước họ luôn. Nên là cái tỷ lệ mua hàng mua sắm của người Mỹ rất là lớn nhé. Với lại cộng thêm gì? Người Mỹ người ta cái hành vi mua hàng người ta văn minh hơn mình, người ta mua hàng online rất là nhiều. Cộng thêm với lại người Mỹ ấy, thì nhà của người ta ở nước ngoài, ở Mỹ người ta có bán hàng tràn lan như ở Việt Nam mình không? Có bán hàng ra ngoài đường để mua được sản phẩm mọi người? Ít lắm, được chưa nhỉ? Nó sẽ không bán tràn lan như ở Việt Nam hay Trung Quốc đâu, mà nó sẽ tập trung thành những cái trung tâm thương mại hay là những cái siêu thị để nó mua sản phẩm. Nên là chính vì thế nên thương mại điện tử của nó rất là phát triển nha mọi người nhé. Nó chỉ ngồi nhà nó đặt thôi, và nó ship tận, và nó sẽ ship đến tận nhà cho họ. Rồi. Thì dropship là gì mọi người? Dropship là gì nhỉ? Phân biệt mọi người phân biệt dropship FBA và FBM nhé. Thì dropship FBA, FBM thực ra dropship là một hình thức tách ra từ FBM thôi, nó cũng là, nếu mà nói về sâu xa thì nó vẫn là FBM cả. Thì dropship là gì hả mọi người? Ai định nghĩa cho mình cái định nghĩa dropship với? Mọi người nếu mà muốn làm nâng cao, mọi người phải hiểu từng cái định nghĩa một nhé. Được chưa nhỉ? Mọi người phải hiểu từng cái định nghĩa một, chứ anh em không thể không hiểu từng cái định nghĩa một đâu. Muốn học nâng cao thì mọi người phải hiểu từ những cái cơ bản một, từ những cái thuật ngữ một, được chưa nhỉ? Của Amazon là gì? Mọi người phải hiểu nhé, thì mọi người mới nâng cao được, mọi người mới làm được. Còn nếu mà ngay ban đầu ấy mà mọi người bị hỏng ấy, mọi người không hiểu sâu về nó ấy, thì gần như là khi mà mọi người nâng cao này sẽ rất là khó để tiếp tục nha mọi người nhé. Bởi vì lên đến cao ấy, lên mọi người làm lên cao ấy, cái thuật ngữ nào cũng khó cả. Đó. Rất nhiều thuật ngữ nhá. Ví dụ FN, SKU là gì, SKU là gì? Rồi gì ạ? Hijack là gì, PL là gì? Thực ra thì mọi người tìm hiểu một thời gian là mọi người biết thôi. Ai định nghĩa cho mình với ai làm rồi định nghĩa lại cho mình phát xem dropship là gì để cho mọi người cùng hiểu thế nào. Tạ Tiến Đạt. Đạt. Tìm hiểu về dropship được đúng không em? Tìm hiểu về dropship chưa? Em định nghĩa lại cho anh cái dropship là đó. Bán hàng bỏ qua khâu vận chuyển. Đúng rồi. Ai sẽ là người ship hàng? Nhà cung cấp. Đúng rồi, nhà cung cấp sẽ là người ship hàng cho mình đúng không nhỉ? Mình sẽ mình bán hàng và mình gì ạ? Mình bán hàng mình sẽ tìm nguồn hàng ở đâu ạ? Tìm nguồn hàng qua các cái trang thương mại điện tử của Trung Quốc như Ali hoặc là của Mỹ chẳng hạn. Đúng rồi, chính xác đó. Mọi người hiểu đơn giản gì? Dropship nó như kiểu đi chợ hộ ấy, được chưa nhỉ? Mọi người sẽ gì ạ? Mọi người sẽ tìm những sản phẩm ở trên trang thương mại điện tử giá rẻ, tức là gì, những cái trang thương mại điện tử của Trung Quốc hay là một số nguồn của Mỹ, sau đó mọi người mang lên trang thương mại điện tử giá cao, tức là gì, eBay, Amazon, ST để mọi người bán, được chưa nhỉ? Và mọi người ăn gì? Mọi người ăn chênh lệch, được chưa nhỉ? Ăn hoa hồng, ăn chênh lệch giữa cái gì ạ? Giữa hai cái nền tảng mọi người mua và bán đấy. Và nhà cung cấp nó sẽ lo ship hàng cho mọi người và mọi người sẽ không phải lo ship hàng, được chưa nhỉ? Việc của mọi người sẽ chỉ là gì, tìm nhiều sản phẩm, list sản phẩm lên bán hàng, làm marketing để đẩy mạnh sản phẩm đi thôi, được chưa nhỉ?
Thì dropship ở đây có hai loại nha mọi người nhá. Dropship có hai loại là dropship private label hay còn gọi là dropship PL. Hai là hình thức dropship hijack. Được chưa nhỉ? PL là gì? PL là mình sẽ mang sản phẩm với tên thương hiệu của gì ạ? Với tên thương hiệu của mình hay còn gọi là tên thương hiệu của bọn nhà cung cấp ấy, mang lên trên gì ạ? Mang trên trang Amazon bán, được chưa nhỉ? Sản phẩm đấy thuộc chính chủ. Còn sản phẩm reseller thì sao? Hijack reseller thì làm sao? Mình sẽ bán vào sản phẩm của ai ạ? Mình sẽ bán vào sản phẩm của người khác, được chưa nhỉ? Mình sẽ bán vào sản phẩm của những thằng bán chạy để mình ăn theo cái lượt gì? Ăn theo cái lượt traffic của nó, đúng nhỉ? Để chiếm bài book của nó. Đó. Thì reseller thì là cái hình thức mà nói chung là bây giờ tốt nhất là không khuyến khích mọi người làm. Thực ra thì anh em Việt Nam mình vẫn rất nhiều người làm nhé, nhưng mà mình không khuyến khích hình thức này. Bởi vì hijack thì tỷ lệ chết tài khoản của mọi người rất là cao. Mọi người có thể bán vào những sản phẩm dính brand hay là dính copyright hay là dính patent. Tỷ lệ chết tài khoản của mọi người rất là cao nhé. Và nhiều khi anh em bán được hijack rất là nhiều tiền, nhưng mà chỉ có điều là mọi người không lấy được tiền. Bởi vì chưa lấy được tiền thì đã chết tài khoản bố rồi. Đó. Thì hijack như nào? Hijack như nào mọi người để ý này, mọi người lên trang Amazon nhé, mọi người lên một cái sản phẩm bất kỳ đi. Ví dụ mọi người lên Amazon bestseller đi. Amazon bestseller này. Mọi người xem những cái gì ạ? Mọi người xem những cái thông tin về những cái sản phẩm. Amazon bestseller là gì? Amazon bestseller là cái ngách mà Amazon nó thống kê cho mọi người những cái sản top, những cái sản phẩm bán chạy nhất trên Amazon trong tất cả các ngách nhé. Đây là tất cả các ngách của nó này. Được chưa nhỉ? Đây là tất cả các ngách của nó này. Đó thì nó sẽ thống kê cho mình những cái sản phẩm bán chạy nhất trong từng ngách một. Thì trong số ngách này, trong số tất cả ngách này mọi người chú ý này, có những ngách nên bán nhé và có những ngách nên tránh. Được chưa nhỉ? Tại sao nên tránh? Bởi vì một số ngách thì nó yêu cầu giấy tờ khi mọi người bán vào, bởi vì đấy là những ngách khó. Nó đòi hỏi gì ạ? Nó đòi hỏi những đòi hỏi về chất lượng sản phẩm của những ngách đấy. Thì anh em sẽ phải bán những anh em nên bán những ngách nên bán thôi nhá. Còn những ngách khó thì anh em không nên bán nhé. Ví dụ một số ngách khó, ví dụ như là beauty and personal care này khó này. Mọi người không bán này. Được chưa nhỉ? Đó, một số ngách khó thì mọi người tốt nhất là mọi người nên bỏ, ví dụ như gì đây? Book này. Đó, CD vinyl không bỏ, không nên bán này. Đó. Hay là gì? Hay là app game không nên bán này, được chưa nhỉ? Đó, còn lại một số ngách ví dụ như có home kitchen này, kitchen dining này, office này, rồi art crafting này, baby này mọi người có thể bán được. Được chưa nhỉ? Rất nhiều ngách có thể bán được nhưng một số ngách thì mọi người nên bỏ nhé. Bây giờ mọi người vào ngách bất kỳ này, ví dụ mọi người vào home kitchen đi. Đây là thống kê gì? Nó thống kê cho mình biết được gì? Những cái sản phẩm gì? Top những cái sản phẩm bán chạy nhất ở trên Amazon trong ngách home kitchen, tức là ngách lớn là home kitchen. Được chưa nhỉ? Home kitchen. Đó. Thì cái ngách này là một ngách khá là cạnh tranh nhé mọi người nhé. Khách này thì sản phẩm cực nhiều nhưng mà khá cạnh tranh. Bởi vì sao? Bởi vì sản phẩm nó quá đa dạng. Nên là anh em seller trong ngách này gần như là ngách rất là khủng. Mọi người có thể thống kê được những thằng seller trên này không? Thống kê được doanh số những thằng seller trên này không? Mọi người có thể dùng X-Ray trên Hello 10 ấy. Mọi người có thể dùng X-Ray nhé mọi người nhé. X-Ray trên Hello 10 nhé. Để mọi người thống kê nhé. Doanh số nó đo trên này thì cũng khá ok. Không đến mức không chuẩn lắm. Nói chung là tỷ lệ chuẩn xác của nó cũng được, cũng tạm tạm, không đến mức quá cao, nhưng mà không đến mức gì ạ? Không đến mức quá sai. Bởi vì là nó thống kê cho mình thì mình sẽ biết được cái tổng quan, được chưa ạ? Sẽ biết được cái tổng quan để mà mình tìm, để mà mình nghiên cứu được là xem cái thằng seller nó bán được số lượng bao nhiêu, cái thị trường nó như thế nào, có cạnh tranh không, được chưa nhỉ? Nhưng mà vào những cái sản phẩm theo best seller này thì anh em mình có nên bán không? Có nên bán vào những sản phẩm này không? Hello 10 mất phí mọi người nhé. Hello 10 là bản là tool mất phí nhé mọi người nhé. Đây, nó thống kê cho mình doanh số của những cái thằng seller đang bán chạy trên này, từng thằng một luôn. Đó. Đây là thằng đầu tiên này. Đó, Amazon Basic này, ngách của nó đang bán là gì? Home Kitchen, được chưa nhỉ? Đó, đang bán ngách Home Kitchen này. Thằng này là gì? Thằng này bán giá là 14.99 đô, đúng chưa? Phí FBA mất 8 đô rồi. Mọi người thấy phí FBA đắt không? Phí FBA rất là cao nhé. Phí FBA có thể chiếm đến tầm 50-55% tổng giá trị một đơn hàng. Nên là gì? Nên là anh em nếu mà đi FBA anh em phải tính toán chuẩn nhé. Dòng tiền rồi cách đặt giá rồi chi phí các thứ để vận hành không thì anh em âm nặng luôn. Bởi vì còn tất cả chi phí đổ vào FBA rất là lớn. Phí lưu kho, phí chạy quảng cáo, đúng chưa? Thuế bang các thứ rất là nhiều nhé. Đó, sale nhưng mà tỷ lệ mà nổ đơn đối với FBA thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ cao hơn rất nhiều so với drop. Bởi vì FBA thì nó hơn drop ở cái gì hả mọi người? Tốc độ gì? Tốc độ giao hàng, đúng không nhỉ? Tốc độ giao hàng của FBA nó nhanh hơn và cái hình thức FBA nó chuyên nghiệp hơn. Nên là gì? Khách hàng người ta sẽ ưu tiên lựa chọn FBA hơn dropship. Đây mọi người nhìn doanh số một tháng của thằng này là 85.000 đô. À quên, 85.000 sale, 85.033 sale, tức là một ngày nó bán được rơi vào đâu đó tầm khoảng gì ạ? 2.700 đơn, đúng không? Doanh số một tháng của nó đối với cái sản phẩm này là bao nhiêu đây?
chăn ga này là 1.274.000 đô, 1.274.644 đô. Đó, doanh số của nó đây. Các thông tin liên quan đây, review này. Rồi thì đây là tổng số gì đây? Tổng số review của nó này. Đó, đây là dimension này, là kích thước, weight, cân nặng này. Đó, cái loại size của cái sản phẩm này, bao nhiêu ảnh các thứ. Nó thống kê cho mình gần như là đầy đủ nha mọi người nha. Mọi người có thể tham khảo ở đây để mọi người lựa chọn sản phẩm nhé. Mọi người xem những cái sản phẩm mà nó ở trong cái ngách này. Rồi mọi người vào một sản phẩm bất kỳ đi. Ví dụ mình vào sản phẩm này chẳng hạn. Mọi người xem 2Z ở đâu. Đây này, mọi người check 2Z thử nhé. Những cái thằng nào mà 2Z được best seller như này ấy, toàn những thằng khủng thôi. Được chưa nhỉ? Anh em mình không level được vào những sản phẩm này đâu. Mọi người chết ngay. Không bao giờ 2Z được vào những cái thằng mà có rank thấp như này. Đây. Đây là một cái trang chi tiết sản phẩm, mọi người để ý này. Đầu tiên là ảnh này, đúng chưa nhỉ? Ảnh này. Đó. Tiếp theo đến gì đấy? Tiêu đề, đúng nhỉ? Tiêu đề của sản phẩm, đúng chưa nhỉ? Đó, đây là gì? Đây là brand của sản phẩm. Brand là thương hiệu của sản phẩm trên Amazon nhé mọi người nhé. Đó. Đây là số review này, được chưa? Giá tiền này. Đây là các gì đây? Màu sắc, kích thước, đúng không nhỉ? Hay còn gọi là variation nhé. Được chưa nhỉ? Màu sắc, kích thước hay còn gọi là variation của sản phẩm. Tức là một sản phẩm có thể, mọi người có thể đăng lên nhiều variation, tức là đăng lên nhiều màu, nhiều size, được chưa nhỉ? Nhưng mà mình với đồ rốt thì mình khuyên mọi người không nên đăng lên quá nhiều, nhưng không nên quá nhiều bán quá nhiều variation trên một sản phẩm. Không nên bán quá nhiều nhé. Tiếp đến này, bullet point này, được chưa nhỉ? Đó, bullet point hay còn gọi là gì? Cái thông tin mô tả về sản phẩm, thông tin mô tả chi tiết về sản phẩm thì gọi là bullet point. Đó, thì cái phần hijack đâu mọi người nhìn này. Đây này, ở mọi người kéo dưới mọi người nhìn đến phần new UI from này, cộng free shipping này, mọi người ấn vào đây. Hijack đâu? Đây này, một thằng hijack đây. Được chưa nhỉ? Đó, một thằng này là thằng hijack này. Đó, thì mình thằng này chỉ có một thằng hijack thôi. Giá sản phẩm của nó thì hijack thì thường giá sản phẩm của nó sẽ để rẻ hơn cái thằng chủ Asin bán nhá. Asin là gì? Asin là sản phẩm nhá, là chủ sản phẩm thì gọi là Asin. Được chưa nhỉ? Thì giá nó đang để hiện tại là 25.04 đô này. Đó, thì khách hàng khi mà khách hàng vào mua thì một số khách hàng vẫn lựa chọn những sản phẩm của thằng hijack bởi vì thứ nhất là giá nó rẻ, và một số khách hàng người ta vẫn lựa chọn những sản phẩm của hijack thôi. Đó, thì mọi người mà nếu mà bán được vào những sản phẩm của hijack này thì gần như là gì? Hijack này còn của hijack của best seller thì gần như là rất là khó nhá mọi người nhá, rất là khó của hijack nhá, bởi vì rất là dễ chết tài khoản. Đây là các chế độ vận chuyển của nó này. Được chưa nhỉ? Đây là chế độ vận chuyển của nó nhá mọi người nhá. Ở đây là gì? Add to cart và buy now này nó gọi là gì? Buy book, được chưa nhỉ? Buy book của tài khoản nhá, buy book của sản phẩm này. Đó, ship from này, thằng này là FBA hay dropship FBM nhỉ? Thằng này FBA nhá mọi người nhá. Ship from Amazon là FBA nhá. Sold by này, sold by tức là thằng người bán nó tên là Melali, mọi người có thể vào trong cái store của nó để mọi người xem cái thông tin chi tiết về sản phẩm của nó nhá. Cũng như là các thông tin liên quan đến cái thằng seller này. Được chưa nhỉ? Đấy là hijack nhá mọi người nhá. FBA sang đến hình thức FBA. FBA thì là hình thức gì? FBA là hình thức mà mọi người sẽ mang sản phẩm sang kho Amazon và Amazon nó sẽ lo tất cả khâu còn lại cho mình. Việc của mình sẽ là gì? Việc của mình sẽ là chỉ việc tập trung làm marketing đẩy mạnh sản phẩm để bán được càng nhiều càng tốt. Còn lại là gì? Còn lại là Amazon nó sẽ lo tất cả các khâu từ gì ạ? Giao hàng, đóng gói, vận chuyển, chăm sóc khách hàng, tất cả các khâu nó sẽ lo hết cho mình. Nhưng chỉ có điều là gì? Chỉ có điều là FBA thì mọi người sẽ cạnh tranh hơn một chút và mọi người sẽ cần phải có kiến thức một chút thì mọi người mới đi được FBA nhé. Bởi vì anh em mà đi FBA sang không biết cách đẩy sản phẩm đi thì chết vỡ mồm, bởi vì là gì? FBA chi phí rất là lớn, nó mất tầm từ 50-55% gì ạ? Trên tổng đơn hàng trên đối với hình thức FBA. FBM, FBA PL và reseller cũng tương tự như dropship PL và hijack nha mọi người nhá. PM, PM, PL cũng gì ạ? Cũng mang sản phẩm thương hiệu của mình mang sang Amazon bán, được chưa nhỉ? Reseller cũng bán lại của người khác nhưng cũng phải đẩy sang kho Amazon, được chưa nhỉ? FBM. FBM là gì? FBM tức là mọi người sẽ thuê kho riêng nhá. FBM là mọi người thuê kho ngoài. Và cái dịch vụ vận chuyển đơn vị bên kho ngoài đấy nó sẽ lo fulfill hàng cho mình, fulfill tức là hoàn thành đơn hàng cho mình, được chưa nhỉ? Thì cái chi phí FBM nó sẽ thấp hơn FBA và cao hơn dropship. Đó, thì tùy mọi người. Hình thức FBM thì bây giờ khá nhiều người làm. Anh em không thích làm vào kho Amazon thì anh em làm FBM cũng được. Thì anh em thuê một kho ngoài ở Mỹ, hoặc là nếu mà ai có người quen ở Mỹ, người thân ở Mỹ thì mọi người có thể liên hệ để làm với nhau, đều có thể ok đấy. Nhưng mà nếu mà có người quen cơ, người thân cơ. Còn không thì anh em có thể thuê kho ngoài nhá. Tiếp theo đến các chi phí cái kinh doanh trên Amazon. Thì các chi phí kinh doanh trên Amazon thì kinh doanh trên Amazon có những chi phí gì? Hả mọi người? Đối với dropship. Dropship thì có những chi phí gì mọi người nhỉ? Dropship thì có những chi phí gì?
Chi phí đầu tiên là gì? Duy trì tài khoản. Đúng rồi, phí duy trì tài khoản, chính xác. Phí duy trì tài khoản thì mọi người đăng ký tài khoản ở đâu ạ? Tùy thị trường mọi người đăng ký nhá. Được chưa nhỉ? Tùy thị trường thì sẽ có những mức phí khác nhau. Và tùy tài khoản luôn nữa. Tùy thị trường và tài khoản. Sẽ có những gì ạ? Sẽ có những mức phí khác nhau. Mức phí duy trì khác nhau. Ví dụ anh em duy trì tài khoản gì ạ? Anh em duy trì tài khoản cá nhân thì anh em có mất tiền phí tháng không? Duy trì tài khoản cá nhân. Được chưa nhỉ? Tức là individual ấy. Tài khoản cá nhân là tài khoản individual nhá, thì anh em sẽ không mất phí tháng, được chưa nhỉ? Nhưng anh em sẽ mất bao nhiêu ạ? Nhưng mà mọi người sẽ bị giới hạn sản phẩm nhá. Mọi người sẽ bị giới hạn, mọi người chỉ bán được 40 sản phẩm thôi. Trên vòng mọi người chỉ bán được tối đa 40 sản phẩm thôi. Và bán được mỗi sản phẩm thì mọi người sẽ mất 0.99 đô trên mỗi một cái đơn hàng bán được. Được chưa nhỉ? Đấy là tài khoản cá nhân nhá, còn tài khoản chuyên nghiệp, anh em mình đa phần toàn bán trên tài khoản chuyên nghiệp thôi. Tài khoản professional nhá. Hay còn gọi là tài khoản chuyên nghiệp. Thì duy trì tài khoản chuyên nghiệp thì mọi người tùy thị trường mọi người đăng ký thôi. Tùy thị trường mọi người đăng ký. Tài khoản thì mọi người sẽ mất tương ứng với những cái khoản phí tháng khác nhau. Phí duy trì khác nhau. Ví dụ mọi người đăng ký ở thị trường Canada. Canada này thì mọi người sẽ mất 29,99 đô Canada đúng không? Tức là mất khoảng tầm đây là thị trường gần như rẻ nhất đấy mọi người ạ. Hình như có, nếu mà mình không nhầm thì chỉ có 550.000 đấy thì phải. Nếu không nhầm. Bởi vì đô la Canada rất là rẻ nhá. Mexico thì mọi người mất tầm hơn 800.000, 850 thì phải. Còn US là mọi người mất bao nhiêu ạ? 39,99 đô đúng không? 39,99 đô nó rơi vào tầm gần triệu rồi. Đó. Nên là gì anh em mình, nếu mà đăng ký tài khoản ở thị trường Canada hay Mexico hay US thì đều bán được cả ba thị trường này nhá. Đều bán được cả ba thị trường Bắc Mỹ này. Đó thì mọi người nên đăng ký vào thị trường Canada bởi vì thị trường Canada phí tháng rẻ. Mọi người duy trì một tài khoản thì mọi người thấy bình thường, nhưng mà mọi người duy trì thử 10 cái tài khoản, 100 cái tài khoản thì mọi người sẽ thấy cái tiền phí tháng nó sẽ giảm đi rất là nhiều so với việc mọi người đăng ký tài khoản ở thị trường US. Được chưa nhỉ? Rồi phí gì nữa nhỉ? Phí gì? Phí bán hàng hay còn gọi là phí giới thiệu sản phẩm. Mỗi một đơn hàng mình bán được trên Amazon đối với hình thức dropship thì mọi người mất bao nhiêu phần trăm nhỉ? Bao nhiêu phần trăm trên mỗi đơn hàng? Đúng rồi. Bao nhiêu phần trăm ạ? 15% nhé mọi người nhé. 15 đến 18% tùy ngách nha mọi người nhé. Nhưng mà đa phần là các ngách ở trên Amazon thì toàn tầm 15% thôi. 15% tức là mọi người bán 10 đô thì mọi người mất 1,5 đô phí. Đó, phí Amazon, được chưa nhỉ? Đó thì dropship thì nó chỉ mọi người chỉ mất những chi phí như thế thôi. Còn có một số phí, ví dụ như phí gì nữa? Phí rút tiền về tài khoản chẳng hạn, được chưa nhỉ? Về Payoneer là mất 1%. Thì cái đấy tiền đấy thì mọi người đa phần là mọi người sẽ cộng vào gì ạ? Mọi người sẽ cộng vào cái tiền đầu ra cơ, chứ mọi người không tính vào phí duy trì tài khoản hay là phí dropship. Ai tính vào phí dropship được, nhưng mà chi phí của nó sẽ là 1% trên gì ạ? 1% trên cái tổng tiền mà mọi người Amazon nó gửi về Payoneer. Rồi. Sang đến 2 là hình thức FBA này. Hình thức FBA này. FBA thì mọi người sẽ mất phí gì? Cũng phí gì? Phí duy trì thôi, đúng không nhỉ? Phí duy trì tài khoản. Tương tự như gì ạ? Tương tự dropship. Hai là phí gì? Phí lưu kho. Đúng nhỉ? Phí lưu kho. Phí lưu kho thì mọi người chú ý này. Phí lưu kho thì sẽ tùy sản phẩm của mình nhá. Nên là anh em nếu mà đi hàng FBA mà anh em đi những sản phẩm to, nặng và kích thước lớn ấy, thì anh em chỉ có chết tiền, bán chỉ có lỗ. Nên là khi mà mọi người nghiên cứu sản phẩm đi FBA thì tốt nhất là mọi người nên nghiên cứu những sản phẩm mà đơn giản này, nhẹ, nhỏ và giá trị sản phẩm ở mức độ tầm khoảng 15 đô. Tầm 15 đô trở lên một chút. Đó thì mọi người đi thì sẽ ok hơn. Bởi vì cái phí lưu kho nó sẽ rất là rẻ. Bởi vì phí lưu kho nhé mọi người chú ý này. Phí lưu kho nếu mà ví dụ cân nặng ví dụ như ở trong cái kho mà mọi người ship đến ấy, nếu mà chiều cao kích thước mà nó cao vượt quá thì nó sẽ tính theo chiều, nó sẽ tính phí lưu kho theo kích thước nhé, theo thể tích của cái sản phẩm đấy. Còn nếu không thì nó sẽ tính phí lưu kho theo cân nặng đó. Nhưng mà phí lưu kho thì sẽ tính như thế nào? Phí lưu kho sẽ từ tháng 1 đến tháng 9 thì phí lưu kho rất rẻ nhé mọi người nhé. Nhưng mà từ tháng 10 đến tháng 11, tháng 12 tức là 3 cái tháng cuối năm ấy, thì phí lưu kho rất là đắt nhé. Có thể đắt lớp 2 đến 3 lần nhé mọi người nhé. Bởi vì do nhu cầu bán cuối năm của mọi người tăng lên. Được chưa nhỉ? Phí gì? Phí giới thiệu sản phẩm. Được chưa nhỉ? Phí giới thiệu sản phẩm đó. Tiếp, 4 là phí gì ạ? Thuế nhé mọi người nhé. Thuế bang. Thuế bang tùy bang xa gần nhé. Thì sẽ có những mức phí khác nhau. 2 đến 5%. Có bang thì như 3 đến 7% thì phải. 5 này. 5 là phí gì ạ? Phí vận chuyển đúng không nhỉ? Phí vận chuyển chăm sóc khách hàng. Hay còn gọi là phí này là phí FBA nhé.
Thực ra thì phí FBA nó tính tổng tất cả chi phí này cơ, chứ không gọi là phí FBA, nhưng mình sẽ gọi phí FBA đối với hình thức là đối với phí vận chuyển và phí chăm sóc khách hàng thôi. 6 là phí gì nhỉ? Phí chạy quảng cáo BBC. Phí chạy quảng cáo BBC. Thì chạy quảng cáo BBC thì chạy quảng cáo BBC thì sẽ chiếm tầm đâu đó vào tầm khoảng 10 đến 11 đến 15% nhé mọi người nhé, trên tổng doanh thu. Khi mà anh em bắt đầu làm PPC, làm Amazon FBA. Đó thì tổng cái chi phí trên tổng cái chi phí đối với FBA ấy, tổng chi phí FBA trên một đơn hàng nha mọi người nhá, thì sẽ rơi đâu đó vào tầm khoảng 50-55%. Được chưa nhỉ? Trên một đơn hàng. Tức là mọi người bán 10 đô mọi người mất 5 đến 5,5 đô phí rồi. Tùy sản phẩm nhá. Ví dụ sản phẩm của mình mà giá trị thấp thì mọi người nên xin cái phí FBA nó giảm xuống một chút, được chưa nhỉ? Thì cái, nếu mà làm FBA thì mình có cái biểu phí, mình có một cái file Excel biểu phí. Mọi người chỉ cần check sản phẩm cho cái thông tin về sản phẩm của mình, giá này, cân nặng này, các thứ vào thì nó sẽ tính ra cho mình mọi người phí FBA là bao nhiêu. Đó. Thì nếu mà ai lấy thì mọi người có thể liên hệ với mình nhé, mình cho cái file nhé. Alo, mọi người nghe rõ không nhỉ? Anh em vẫn nghe rõ mình nói chứ? Có, vẫn nghe rõ. Ok. Okay. Tiếp đến ưu điểm này, dropship thì có những ưu điểm gì? Ưu điểm đầu tiên của dropship đó là mọi người sẽ không có hàng tồn kho, được chưa nhỉ? Không hàng tồn kho. Mọi người bán dropship thì khi nào mà có đơn hàng thì mọi người mới làm gì? Mọi người bắt đầu mới ship hàng đi, đúng không? Sang bên nhà cung cấp mua sản phẩm ship hàng đi cho khách. Đó, nên là không có hàng tồn kho. Anh em sẽ không giống kiểu bán hàng truyền thống là nhập về gì ạ? Nhập về số lượng lớn, vứt nhà, sau đó là gì? Sau đó ai có đơn hàng bắt đầu mới gửi sản phẩm đi. Đó. Thứ hai là gì? Mọi người bán được hàng tỷ sản phẩm. Đối với tài khoản Seller Pro ấy thì mọi người bán được số lượng lớn sản phẩm nhá. Đó, mọi người bán được không giới hạn sản phẩm. Tuy nhiên thì mọi người list sản phẩm lên cũng phải theo một giai đoạn nhé. Tức là gì? List lên theo tốc độ list như nào? Tốc độ list theo kiểu là vừa phải, ít dần, sau bắt đầu tăng dần, chứ không phải một phát anh em list lên một số lượng lớn ngay như ở chơi tool đâu nhé, là tỷ lệ chết nó sẽ khóa tài khoản đấy mọi người nhé. Không phải vận chuyển hàng thì thằng nhà cung cấp nó sẽ lo vận chuyển cho mình, đúng không nhỉ? Mình sẽ không phải vận chuyển hàng. Lợi nhuận cao dễ làm, lợi nhuận cao thì tùy giá, tùy sản phẩm mọi người đặt nhé. Thì lợi nhuận cao thì tùy sản phẩm, tùy dòng sản phẩm thôi, chứ lợi nhuận của nó thì rơi đâu đó vào tầm khoảng 30% đối với dropship từ Trung Quốc. Không cần sell ngoại ngữ, kiến thức về IT thì cũng không hẳn đâu mọi người, phải sell nhá, phải sell và biết một chút ngoại ngữ và kiến thức về IT một chút thì sẽ tốt hơn khi làm dropship hay là nào các nền tảng nước ngoài. Vốn bắt đầu của nó không nhiều. Tại sao mình khuyên mọi người nên làm dropship trên Amazon đối với người mới? Bởi vì thứ nhất là cái vốn ban đầu bỏ ra đối với dropship nó rất là ít, mình nghĩ nó chỉ khoảng vài chục triệu mọi người đã làm được rồi đó. Nhưng mà sao ạ? Nhưng mà nếu mà đấy là nếu mà ai có tài khoản nhé, còn anh em nếu mà không có tài khoản thì anh em phải mua tài khoản, được chưa nhỉ? Đó, nhưng mà mua tài khoản hay là làm một cái mảng mới mà mọi người bỏ ra vài chục triệu để mọi người làm thì mình nghĩ vẫn là một cái mảng đầu tư mà gần như là không tốn quá nhiều chi phí, không phải bỏ vốn quá nhiều, đúng nhỉ? Không phải bỏ quá nhiều vốn đó, nên là mọi người có thể cân nhắc khi mà mọi người làm dropship hay làm FBA nhé. Còn làm dropship trước rồi hãng làm FBA để mình test thử thị trường, test thử sản phẩm, xem sản phẩm ok cái mình biết ngay nhé, mình bán một thời gian dropship mình biết ngay là có đơn hàng hay không, có nổ đơn hay không. Đó, sản phẩm đấy có nhu cầu cao hay nhu cầu thấp hay như thế nào đấy thì mình biết ngay, được chưa nhỉ? Thì từ lúc mà mình bán dropship ấy thì mình sẽ hiểu được cái quy trình để đẩy sản phẩm sang kho Amazon là một này. Thứ hai là gì? Thứ hai mình sẽ test, mình sẽ xem một cái sản phẩm đấy thị trường nó có cần không. Đó thì lúc đấy mình đi hàng FBA cũng vẫn chưa muộn. Còn nếu mà anh em muốn đi FBA ngay ấy thì tốt nhất là anh em nên lập thành một cái team. Anh em đi mỗi người đi tầm khoảng vài chục triệu thôi. Mỗi người đi khoảng vài chục triệu hoặc là vài triệu thôi cũng được. Anh em đi lập team khoảng tầm 5-7 người gì đấy, sau đó là mỗi người bỏ ra khoảng tầm 5-7 triệu hoặc 10 triệu đi một cái lô hàng sang bên kho để bán sản phẩm, bán thử xem ok không, đúng không nhỉ? Nếu mà thu hồi được vốn thì tốt, còn không thu hồi được vốn thì mỗi người chỉ mất có vài triệu, nhưng mà mọi người hiểu hết quy trình đưa hàng sang kho, đưa hàng sang kho và tập trung làm marketing, nghiên cứu sản phẩm như nào, được chưa? Cải tiến sản phẩm như nào thì mọi người có thể làm cái hình thức đó để giảm thiểu cái rủi ro đi, giảm thiểu cái vốn đi. Đó, một người làm thì sẽ mất nhiều vốn, nhưng mà khi mọi người nhiều người làm thì mọi người share vốn đó thì nó sẽ ít dần đi, nó sẽ ít đi. Và FBA thì tốt nhất là mọi người nên làm đông người một chút, thì bởi vì FBA rất là nhiều các đầu công việc nhé, một người làm cũng khó mà xuể đấy. Rồi đấy là ưu điểm này. Nhược điểm của FBA thì cũng khá nhược điểm dropship thì cũng khá nhiều nha mọi người nhé. Nhược điểm thì mọi người nếu mà muốn làm được dropship thì mọi người phải giải quyết từng cái nhược điểm của dropship một. Thì nhược điểm đầu tiên đó là chất lượng hàng không kiểm soát được, đúng không ạ? Hàng không kiểm soát được chất lượng bởi vì mình làm sao, mình có được dùng sản phẩm không, mình có được sờ nắm sản phẩm không, mình có được gì ạ, mình có được xem sản phẩm đấy không, nên là chắc chắn là chất lượng hàng không kiểm soát được là điều chắc chắn, đúng chưa nhỉ? Nhưng mà cách này mình giải quyết bằng cái nào, là mình sẽ tìm nhà cung cấp ngon lên, mình tìm nhà cung cấp uy tín lên, thì tỷ lệ gì, tỷ lệ mà cái chất lượng hàng ấy mà nó không tốt ấy thì tỷ lệ đấy nó sẽ thấp đi, được chưa nhỉ?
Tức là gì, kiểu gì cũng sẽ có những cái đơn hàng nó bị lỗi hay nó bị làm sao đấy trên cái quá trình vận chuyển. Hay là kể cả hàng của mình có ngon sang cái nơi khách, nhiều khi người ta khách người ta khó tính, người ta vẫn đánh giá là hàng không ngon, hoặc là không hợp mắt người ta, là người ta không thích. Đó, nhưng mà nó sẽ giảm thiểu tối đa, nó giảm thiểu ít nhiều, nó giảm thiểu số lượng lớn những cái đơn hàng của mình. Đối với hình thức, đối với khi mà mình tìm nhà cung cấp uy tín, được chưa nhỉ? Còn mình tìm nhà cung cấp bừa bãi hay là bạn đâu tìm đấy, thì tỷ lệ mà bị refund, return hay là tỷ lệ complain của khách hàng rất là lớn nhé. Bởi vì khách hàng nó sẽ phàn nàn về cái chất lượng sản phẩm. Đặc biệt là những sản phẩm mà anh em bán giá trị cao nữa, thì đặc biệt là những sản phẩm mà giá trị cao thì khách hàng người ta phàn nàn rất là nhiều nếu mà mọi người tìm những nhà cung cấp không uy tín. Thời gian giao hàng chậm hay bị khách hàng phàn nàn. Thời gian dropship giao hàng thì Amazon cho phép là từ bao nhiêu ngày nhỉ? 14 đến 28 ngày, được chưa nhỉ? 14 đến 28 ngày thì trong cái khoảng thời gian đấy thì mọi người giao hàng thì trong khoảng thời gian đấy thì ok. Còn nếu mà ngoài khoảng thời gian đấy thì sao? Thì thành ship late, được chưa nhỉ? Còn trước khoảng thời gian đấy thì sao ạ? Không vấn đề gì, thành ngon quá, đúng không ạ? Hàng vi phạm bản quyền và sở hữu trí tuệ thì đây là một cái lỗi mà mọi người khi mà làm dropship phải tránh nhé. Hàng vi phạm bản quyền và sở hữu trí tuệ, đây là một cái lỗi mà rất dễ chết tài khoản. Được chưa nhỉ? Bán dropship mà dính cái lỗi vi phạm bản quyền và sở hữu trí tuệ này thì gần như là tài khoản sẽ bị đi nhé. Chỉ có điều là gì? Chỉ có điều là mọi người khi mà mọi người tìm sản phẩm ấy, mọi người phải tìm copyright, để tìm patent, tìm brand, mọi người phải loại đi luôn những cái trường hợp mà sản phẩm dính bản quyền, dính sở hữu trí tuệ, để tránh bị chết tài khoản, được chưa nhỉ? Thứ tư là tiện đợi tiền về khá lâu, thì khi mà khách hàng nhận được hàng rồi thì Amazon nó sẽ trả tiền cho mình, được chưa nhỉ? Tức là gì? Khi mà khách hàng mua hàng rồi, khách hàng người ta đã trả tiền cho mình rồi, nhưng mà Amazon nó đã nhả tiền đấy ra cho mình chưa? Chưa, nó vẫn giữ tiền của mình, được chưa nhỉ? Khi nào mà khách hàng nhận được hàng không có phàn nàn đánh giá gì thì là không có phàn nàn gì về sản phẩm thì làm sao? Thì Amazon nó mới nhả tiền đấy ra cho mình, được chưa? Đó. Thì mọi người tìm nhà cung cấp uy tín, nó ship nhanh lên thì cái dòng tiền của mình nó sẽ ổn định hơn, nó sẽ về nhanh hơn. Đó. Thứ năm là gì? Thứ năm là khách trả lại hàng sẽ mất tiền. Tuy nhiên điều này ít bởi vì khách Tây lịch sự. Khách Tây thì trừ khi sản phẩm của mình có vấn đề gì thì người ta phàn nàn nhé. Còn nếu mà người ta trả lại hàng thì sẽ có chế độ để trả lại hàng nhé. Trong phần xử lý cận cáo thì mình sẽ nói kỹ phần này. Nói kỹ phần khách trả lại hàng. Tại sao nên làm dropship này? Dropship thì có những ưu điểm, nhược điểm như vừa rồi, đúng không nhỉ? Nhưng mà tại sao nên làm dropship thì mọi người chú ý này. Thứ nhất là mọi người sẽ không phải bỏ vốn ban đầu nhập hàng, đúng không nhỉ? Thứ nhất là không phải bỏ vốn này. Mọi người sẽ chỉ bỏ vốn để làm sao? Để mua sản phẩm thôi, đúng không ạ? Thứ hai là dung lượng thị trường nó lớn. Cái lượng free traffic của Amazon rất lớn, một tháng 3 tỷ lượt truy cập. Thì làm sao ạ? Thì cái tỷ lệ free traffic nó rất là lớn, như thế thì mọi người nên làm sao? Nên làm dropship. Thứ ba là lợi nhuận thì nó rơi vào tầm khoảng 20-30%, tùy sản phẩm nhé mọi người, tùy thị trường, tùy nhà cung cấp nữa, tùy nguồn. Được chưa nhỉ? Hợp với người mới tìm hiểu về Amazon, quá trình làm giúp người mới dễ tiếp cận và hiểu thị trường hơn. Mọi người làm dropship một thời gian mọi người sẽ hiểu thị trường nhé, mọi người sẽ hiểu được sản phẩm nào bán tốt, sản phẩm nào bán không tốt. Mọi người list lên mà mọi người sẽ thấy sản phẩm nào bán ngon, sản phẩm nào bán không ngon. Tại sao nó lại bán ngon? Bởi vì nhu cầu nó cao, đúng không nhỉ? Tại sao có thể là nó đang dính vào một cái trend nào đấy, hoặc là nó đang dính vào một cái sản phẩm, nó dính vào một cái nhu cầu nào đấy rất là cao, đúng chưa nhỉ? Và hoặc là gì? Hoặc là dính vào nhu cầu cao và đối thủ hiện tại sản phẩm mới lên, đối thủ ít, thì đồng nghĩa về cái sản phẩm của mình nó cái tỷ lệ cạnh tranh của nó thấp, đúng không nhỉ? Thì nó dễ bán, đúng không ạ? Thứ tư là gì? Thứ năm là gì? Mọi người có thể test được nhiều sản phẩm mà không mất phí. Thì làm dropship thì anh em có thể list lên cả nghìn hoặc là chục nghìn sản phẩm, đúng không nhỉ? Thì anh em có thể test trên cả chục nghìn dòng sản phẩm như thế. Thì mọi người có thể có một cái nhìn tổng quan về các sản phẩm như thế, thì để mọi người đánh giá được sản phẩm nó nên đi hàng FBA hay là không nên đi hàng FBA. Đó. Doanh thu thì ổn định khi mà có đủ sản phẩm và chất lượng. Tức là gì? Trong cái listing của mình ấy, nếu mà mình đã đủ chất lượng rồi, đủ sản phẩm rồi, ví dụ listing của mình, mục tiêu của mình tầm 1 đến 3 nghìn sản phẩm mà vừa chất vừa lượng, tức là gì? Vừa chất lượng là đủ sản phẩm khoảng 3.000 sản phẩm và đủ chất lượng theo chuẩn sale của mình từng sản phẩm một, thì làm sao ạ? Thì doanh thu trên tài khoản của mọi người rất là ổn định nhé. Ví dụ như một tháng mọi người nổ tầm 3-5.000 ấy, thì gần như là tháng nào nó cũng sẽ nổ xem trong khoảng đấy, trừ khi sản phẩm của mọi người dính vào một cái trend hoặc là gì, hoặc là mọi người chạy quảng cáo, hoặc là mọi người dính vào một cái xu hướng nào đấy, được chưa nhỉ? Thì doanh số của mọi người mới cao đột biến thôi. Còn lại thì gần như là doanh số nó sẽ đều ổn định trong cái khoảng thời gian, trong cái khoảng số lượng và chất lượng như thế nhé. Bán được drop thì mọi người sẽ hiểu được cái quy trình tiếp cận được nhiều sản phẩm và hiểu được sản phẩm nên đi hàng FBA, được chưa nhỉ? Đấy là lý do mà khuyên mọi người nên làm dropship trước khi làm FBA nhá. Còn anh em nào làm dropship rồi mà cảm thấy ok thì mọi người có thể nghiên cứu lại đi FBA. FBA thì thực ra kiến thức thì mình nghĩ nó là một hình thức nâng cao một chút lên quả dropship thôi. Thì nếu mà lấy kiến thức thì có thể liên hệ mình gửi tài liệu trên nhóm cho mọi người nhé. Các yếu tố để mà thành công với dropship này. Thì đầu tiên là mọi người phải đặt mục tiêu.
Mục tiêu ở đây là gì? Mục tiêu ở đây là mình phải đặt được cái mục tiêu và những cái lịch trình thời gian để mọi người có thể bắt đầu với dropship. Mục tiêu của mình ở mức độ vừa phải thì mình làm sẽ dễ dàng hơn một chút so với việc là đặt mục tiêu quá lớn. Đặt mục tiêu quá lớn thì thành áp lực và mọi người sẽ khó thành công với nó. Được chưa nhỉ? Thứ hai là mọi người nếu mà đã theo dropship thì mọi người phải chăm chỉ nhá, kiên trì nhá, theo đuổi đến cùng, không bỏ cuộc. Ngày xưa mình vừa không có người hướng dẫn, vừa tìm hiểu các nguồn tài liệu toàn tiếng Anh thôi, toàn nguồn nước ngoài thôi. Mình cũng mất đến nửa năm mới có doanh thu, với dropship, với Amazon. Nên là gì? Nên là anh em làm một vài tháng mà anh em cảm thấy không ra đơn hay là không có hiệu quả thì vẫn bình thường, chưa có gì đâu. Được chưa nhỉ? Luôn tìm tòi những kiến thức mới. Thứ tư là gì? Muốn xa hơn thì tìm đồng đội. Thì nói chung là mọi người nên làm theo team. Được chưa nhỉ? Mình khuyên là mọi người nên làm theo team. Hoặc là nếu mà anh em nào không muốn làm theo team thì có thể thực chiến một mình, và nếu mà cảm thấy hiệu quả thì làm tiếp, còn không hiệu quả thì mọi người có thể tìm một cái team nào đấy để mình xin vào làm cùng. Được chưa nhỉ? Bởi vì làm theo team bao giờ sẽ cũng có những cái hay hơn, nó sẽ có những cái ưu điểm hơn rất nhiều so với việc làm một mình. Không nên nhảy sang FBA ngay nếu chưa đủ kinh nghiệm, kiến thức và vốn, nên làm dropship trước khi làm FBA. Đó. Sang đến phần các thuật ngữ này. Các thuật ngữ cơ bản của Amazon thì mọi người chắc mọi người cũng đã, nếu mà mọi người tìm hiểu về Amazon thì chắc mọi người cũng biết tương đối các thuật ngữ rồi đúng không ạ? ASIN là gì mọi người? ASIN là gì ạ? ASIN là gì nhỉ? ASIN đây, mọi người nhìn cái sản phẩm nhá. ASIN là gì? ASIN là một cái mã định danh. Mã định danh của Amazon nó sinh ra cho mình để nó phân biệt giữa sản phẩm này và sản phẩm kia. Thì ASIN là một cái mã mà khi mà mọi người list sản phẩm lên trên Amazon ấy thì nó sẽ tự sinh ra cái mã này cho mình. Được chưa nhỉ? Để nó phân biệt sản phẩm này và sản phẩm kia. Thì ASIN mọi người tìm đâu? Đây là ASIN mọi người nhìn ở trên đâu? Mọi người nhìn ở trên cái phần đường link ấy, sau cái chữ DP nhá. Đây này, đây là ASIN của sản phẩm này. Được chưa nhỉ? Đó, đây là mã ASIN của sản phẩm nhá. Hoặc là anh em có thể kéo xuống phần cuối cùng này. Mọi người có thể kéo phần cuối cùng này. Đây mọi người vào đến cái phần product information ấy, tức là phần thông tin của sản phẩm ấy, mọi người có thể xem cái mã ASIN của sản phẩm ở đây. Đó, mọi người nhìn chưa nhỉ? Đó, cái mã ASIN này thì khi mà mọi người check sản phẩm trên Amazon ấy thì mọi người check thông qua cái mã ASIN này thì nó sẽ tìm ra cái sản phẩm này nhá. Đây. Trong nhóm thì có khá nhiều anh chị là mới tinh, có nghĩa là mọi người đa phần là mọi người đang tìm hiểu. Nên là mình sẽ nói từ những cái cơ bản nâng lên nhá. Từ những cái buổi Zoom tiếp theo nếu mà mọi người vẫn tiếp tục theo ấy thì mình sẽ nâng cao hình thức lên, mình sẽ nâng cao kiến thức lên một chút. Thì anh em nếu mà theo đều được thì tốt, còn không theo đều được thì mọi người sẽ hơi khó hiểu đấy. Đây, cái mã ASIN mọi người check này, mọi người check trên cái thanh công cụ tìm kiếm của Amazon thì nó sẽ ra sản phẩm thôi. Được chưa nhỉ? Nó ra sản phẩm thôi. Đây. Được chưa? Thì cái mã này thì Amazon nó tự sinh ra cho mình nhá. Rank, best seller rank, BSR. Rank là gì? Rank là cái xếp hạng của sản phẩm. Được chưa nhỉ? Tức là gì? Mỗi một sản phẩm bán trên Amazon nó sẽ xếp hạng thành rank, tức là thành cái rank của sản phẩm, là cái tỷ lệ mà rank sản phẩm này bán nhanh hay bán chậm thì nó sẽ xếp thành rank nhé mọi người nhé. Rank càng thấp thì sản phẩm này bán càng chạy, rank càng cao thì chứng tỏ sản phẩm này bán ít bán được hoặc là gì bán chậm. Được chưa nhỉ? Đó thì rank đây, mọi người kéo xuống phần product information bên dưới này này. Nó sẽ xếp hạng rank của sản phẩm này nhé. Đó, sản phẩm này rank này. Rank của sản phẩm này là đang rank thứ 5 ở trong ngách home kitchen nhé mọi người nhé. Đó, rank thứ 5 là gần như là những thằng rất là khủng đấy nha anh em nhé. Chỉ có bestseller mới có rank như này thôi. Còn anh em mình nếu mà làm dropship ấy, rank của mọi người tầm khoảng 50.000 hoặc là dưới 50.000 là ngon lắm rồi. Được chưa nhỉ? Dưới 50.000 là ngon, rất ngon, nổ đơn đều đều rồi. Ngày anh phải nổ tầm vài chục đơn rồi. Còn nếu mà dưới 5.000 là thuộc dạng top rank rồi, rank ngon rồi. Còn rank mà top 1, 2, 3, 4, 5 thì thuộc dạng quá khủng rồi nhá. Còn rank bên dưới này mọi người không phải quan tâm đâu. Rank bên dưới là rank của ngách bên trong, ngách sâu ấy. Seller là gì mọi người? Seller là người bán, được chưa nhỉ? Người bán đâu? Người bán đây này. Đây có phải người bán không? Đây là brand nhé mọi người nhớ nhé. Brand nó sẽ thường để, brand tức là thương hiệu của sản phẩm, nó thường để trên cái tiêu đề ấy. Tức là thương hiệu, brand tức là thương hiệu của sản phẩm ở Amazon thì gọi là brand. Đây, seller đây này, mọi người nhìn chữ Soul Buy chưa? Anh em nhìn chữ Soul Buy chưa nhỉ? Anh em phân biệt dropship FBA bằng cách nào? Mọi người nhìn đây, ship from này. Ship from mà từ Amazon, ship from Amazon thì sao? Thì là thằng FBA, được chưa nhỉ? Còn nếu ở đây mà ship from vẫn là thằng ship from Manila hay Soul Buy của Manila thì thằng đấy có thể là dropship hoặc FBA hoặc FBM nhé. Dropship hoặc FBM thì anh em có thể nhìn ở đâu? Anh em nhìn ở trên cái phần giao hàng này anh em biết này. Dropship thì 14-282, còn FBA thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng 3-5 ngày thôi, hoặc là thậm chí có những đơn hàng chỉ trong ngày thôi. Thì mọi người có thể ấn vào Manali để mọi người xem thông tin về cái thằng seller này. Bên trong này thì nó sẽ hiển thị thông tin của thằng seller này này.
Đầu tiên là thông tin về tên tuổi của nó này, được chưa? Tên tuổi của nó, thông tin của nó này, địa chỉ của nó này, doanh nghiệp của nó ở đâu này, đó. Rồi feedback này, feedback khách hàng dành cho người bán này, được chưa nhỉ? Refund, return này, shipping này, chế độ ship của nó này, policy chính sách của nó này, rồi đặt những câu hỏi cho nó, rồi trợ giúp, rồi gì đấy. Product này mọi người có thể vào phần product để mọi người xem thông tin chi tiết của xem cái store của nó bên trong có những sản phẩm gì nhá. Đó, mọi người có thể vào bên product này mọi người xem tất cả sản phẩm bên trong store của nó. Anh em có thể đo store cả store của nó trong thông qua cái tool Helium 10 nhá, X-ray nhá. Để xem doanh số của thằng này, doanh số của nó chắc rơi vào tầm 5-7 triệu một tháng trong store này. 5-7 triệu. Triệu đô ấy. Những thằng best seller này thì doanh số nó khủng lắm. Rồi, đấy là seller này. Supplier là gì mọi người? Supplier là nhà cung cấp, được chưa nhỉ? Supplier là cái gì? Supplier là nhà cung cấp, và nhà cung cấp ở đâu? Nhà cung cấp thì mọi người thường sẽ tìm nhà cung cấp ở Trung Quốc hoặc Mỹ, đúng không nhỉ? Nhà cung cấp có thể, một số nhà cung cấp có thể kể đến, ví dụ như của AliExpress này. Đây là một cái nhà cung cấp, đây là một trang bán lẻ thuộc tập đoàn Jack Ma, tập đoàn Alibaba đấy mọi người nhá, của ông Jack Ma ấy. Thì trang này nó ship tất cả các sản phẩm ra các nước trên thế giới và là trang bán lẻ. Ship rất là nhiều sản phẩm ra thế giới nha mọi người nhá. Cứ gần như là nước nào nó ship. Được chưa? Đó thì anh em làm dropship thì ngày xưa thì đến khoảng tầm 95% anh em đa phần làm drop từ Ali, bởi vì sản phẩm đa dạng, giá rồi các gói vận chuyển của nó rất là rẻ. Đó thì đa phần anh em làm drop từ Ali. AliExpress này. Mọi người có thể lên DHgate. DHgate cũng là một trang web về dropship nhá. Anh em có thể ship từ DHgate này cũng ok. Cũng khá nhiều gói vận chuyển. Đó. Alibaba. Alibaba.com, anh em có thể ship từ trang này nữa. Được chưa nhỉ? Đây là ba trang mà anh em thường xuyên làm dropship từ Trung Quốc sang. Tùy nói chung là giá nó cũng xem nhau thôi. Thì anh em tùy cái gói vận chuyển nhá, tùy nhà cung cấp anh em lựa chọn ở ba trang thương mại điện tử này thì tùy mọi người thích chọn đâu thì chọn, nhưng mà thường thì anh em hay chọn Ali. Đó. Một số trang của Trung Quốc như kiểu trang gì nữa? Một số trang thương mại điện tử drop của Trung Quốc nữa như kiểu trang gì nhỉ? JD này thì chỉ ship nội địa thôi anh em ạ, không ship được ra nước ngoài nhá. Rồi Tmall, đúng nhỉ? 1688, Taobao. Trang này chắc, những trang đấy thì chắc mọi người biết đúng không ạ? Rất là nhiều trang của Trung Quốc. Còn ở nước ngoài thì sao? Ở nước ngoài thì ở Mỹ thì có thể một số trang, ví dụ như cả Best Buy này. Best Buy hay là gì? Home Depot, được chưa nhỉ? Best Buy này. Hay là Home Depot. Hoặc là gì? Hoặc là eBay đúng không ạ? Anh em có thể làm nguồn từ eBay luôn cũng được, không vấn đề gì cả. eBay này, Amazon này. Trang này sao nhỉ? Đây, Best Buy đây. Home Depot này, Amazon, ST, Walmart đúng không nhỉ? Đó thì anh em có thể lấy nhiều nguồn nhé mọi người nhá, chứ không nhất thiết là gì. Bonanza cũng thế. Một cái trang web của Trung Quốc, của Mỹ. Đó, anh em có thể lên trên những cái nguồn của Mỹ. À, mình có một bài viết về các nguồn dropship. Mọi người có thể lên phần chủ đề của nhóm để đọc nhé. Có 12 mấy nguồn nhà cung cấp ấy, chuyên về dropship. Mọi người có thể đọc và tham khảo nhé. Supplier. Rồi, feedback là đánh giá của khách hàng dành cho người bán ấy. Thì mọi người xem feedback ở đâu? Mọi người xem feedback ở trong này này. Ở cái phần vừa nãy mình vào trong phần sold by ấy, vào trong phần seller ấy, thì mọi người sẽ xem được cái feedback của khách hàng. Feedback là đánh giá khách hàng dành cho người bán nhé. Đây là feedback này. Được chưa nhỉ? Anh em nào tắt tiếng giúp mình nhé. Mọi người đợi chút nhé để mình tắt tiếng nhé. Rồi. Rồi đây là feedback này. Sau đây feedback thì đến gì ạ? Review này. Đúng nhỉ? Review là gì? Đánh giá của khách hàng dành cho sản phẩm. Được chưa? Review là đánh giá của khách hàng dành cho sản phẩm. Thì review đây review đây. Được chưa nhỉ? 206.000 review này. Đấy, mọi người ấn xuống phần dưới này để mọi người xem khách hàng đánh giá về review của sản phẩm này. Đó, 5 sao này, 4 sao, 3 sao, 2 sao, 1 sao. Thì phần review và feedback là một phần khá là quan trọng trên Amazon nha mọi người nhé. Thì khách hàng nó sẽ lựa chọn sản phẩm thông qua những cái feedback và review này. Và Amazon nó sẽ đánh giá cao những cái sản phẩm mà có nhiều feedback review tốt. Được chưa nhỉ? Đánh giá cao tài khoản
có nhiều feedback review tốt. Thực ra thì cái thuật toán của nó là như thế mà. Thuật toán của nó hiện tại là thuật toán A10, nó đánh giá cái lịch sử và hiệu suất bán hàng của người bán. Thì những cái sản phẩm nào mà có nhiều feedback review thì nó sẽ dễ đẩy lên top 1 hơn là những sản phẩm có ít review và toàn review xấu, được chưa nhỉ? UBC này, UBC là gì hả mọi người? UBC là một cái mã mà mọi người phải mua nhé. Khi mọi người list sản phẩm ở trên Amazon thì mọi người phải có mã đấy. Thì anh em có thể xin GTIN cũng được, thì sẽ không cần phải UBC nữa. Nhưng mà nếu anh em nào không biết xin GTIN thì có thể mua UBC. UBC thì mua trên nhóm nhé mọi người nhé, giá rẻ thôi. 1.000 mã thì 10.000 mã thì rơi đâu đó chắc tầm khoảng 200.000 đó. Ngày xưa mua trên eBay rất nhiều. Thì UBC nó như kiểu một cái mã mà nó giống kiểu cái mã vạch ấy, mà khi anh em mình check ở trong siêu thị ấy, check phát ra nó ra được thông tin là ở cái sản phẩm này sản xuất ở đâu rồi, nhà cung cấp nào rồi, thông tin như thế nào ấy, thì đấy gọi là UBC nhé. Buy book và yếu tố chiếm buy book. Buy book là cái gì ạ mọi người? Buy book là cái gì ạ? Buy book là cái nút mua ấy, là cái hộp mua ấy. Đây này, buy book này mọi người nhìn này. Mọi người kéo lên trên phần chi tiết sản phẩm nhé. Đây, đây là buy book này. Được chưa nhỉ? Ở cái phần add to cart và buy now này, đây gọi là buy book nhé. Thì tài khoản của mọi người từ 3 tháng trở lên mới có buy book, được chưa nhỉ? Từ 3 tháng trở lên nhé mọi người nhé. Ít nhất là 3 tháng trở lên mới có buy book. Thì các yếu tố để chiếm được buy book là gì? Các yếu tố để chiếm được buy book là thứ nhất là trong cùng một ngách giá của mọi người phải tốt, tức là giá của mọi người phải ngon hơn so với đối thủ thì sẽ dễ chiếm được buy book hơn. Thứ hai là gì? Thứ hai là các chế độ ship này, rồi các chế độ ship này và cái những cái gọi là chế độ của mình ấy, nó phải tốt hơn đối thủ, được chưa nhỉ? Ví dụ như ship nhanh này, được chưa nhỉ? Mình không bị review đánh giá xấu gì về tài khoản này, rồi thì không bị review đánh giá xấu gì về sản phẩm này, sức khỏe tài khoản của mình tốt này, thì tỷ lệ mà mình đạt được buy book nó sẽ nhanh nhé, rất là nhanh hơn so với đối thủ, được chưa nhỉ? Những cái thằng hijack ở đây ấy, nó khi mà nó hijack vào sản phẩm của mình mà nó bán giá rẻ hơn ấy, nó sẽ kéo tụt buy book của mình xuống. Nên là anh em làm dropship ấy, là bị hijack rất là bực mình. Bởi vì sao? Bởi vì là bán đang ngon thì làm sao? Bán đang ngon thì lại bị hijack, nó kéo tụt buy book của mình xuống, đơn hàng nó bị tụt xuống. Tức là gì? Mình đang nhiều đơn tự nhiên ít đơn đi bởi vì hijack. Khi mà anh em chưa có brand thì anh em phải chịu thôi. Thì trên nhóm của mình cũng có một bài viết cách giải quyết những thằng hijack nhá. Tức là cách xóa, cách làm sao đuổi những thằng hijack đi ấy. Đó, thì mọi người có thể lên đọc và tham khảo nhé. Bởi vì các chủ đề mình viết bài viết ở trên đấy rất là nhiều. Nếu mà anh em nào chịu khó đọc ấy, thì mọi người sẽ thu nhận được một cái lượng kiến thức không ít đâu. Mình nghĩ là không ít đâu, khá nhiều kiến thức đấy. Mọi người có thể tự học hoặc là mọi người có thể tự đọc và làm theo. Còn để hiểu sâu hơn về cái buy book thì mọi người lên kênh Amazon Việt Nam của mình nhé, để mọi người tìm hiểu nhé. Mọi người nhé, mình có một cái bài, một cái video chuyên sâu, một cái video nói sâu hơn về buy book nhé, được chưa nhỉ? Anh em lên kênh, anh em chắc biết kênh của cộng đồng Amazon Việt Nam rồi chứ? Mọi người lên kênh Amazon Việt Nam nhé, để xem những cái video mà mình đăng tải trên đấy. Đây, được chưa nhỉ? Đó. Anh em nào chưa biết thì có thể lên kênh này để tham khảo nhé. Đây là những cái video mình đăng tải trên kênh này. Và mọi người nếu mà muốn học thì mọi người có thể lên đây để mọi người học nhé. Được chưa nhỉ? Rồi, tiếp đến gì ạ? SKU. SKU nó là một cái mã gì? Là một cái mã kiểm soát hàng hóa hay còn gọi là một cái mã nội bộ của Amazon. Nó là một cái mã kiểm soát mà mọi người có thể tự gì ạ? Mọi người có thể tự đặt được. Để làm gì? Để kiểm soát được cái sản phẩm của mình trong kho. Được chưa nhỉ? Kiểm soát được cái sản phẩm của mình trong kho, tức là nó là một cái mã mà sâu hơn gì, nó là một cái mã sâu hơn ASIN, nó gọi là một cái mã nội bộ. Thì anh em làm Amazon, anh em list sản phẩm này, anh em sẽ biết là có mã SKU nhé. Rồi, các thuật ngữ này mọi người còn có thuật ngữ nào không hiểu không nhỉ? Không hiểu mình lướt nhá, hiểu qua hiểu hết rồi thì mình lướt qua nhá. Thực ra còn nhiều thuật ngữ nữa nhưng mà anh em mình nếu mà làm dropship thì đa phần chỉ biết những cái thuật ngữ chính thôi. Còn những cái thuật ngữ khác thì mình sẽ gửi cho mọi người một cái bảng thuật ngữ nhé. Nói chung là thuật học xong mỗi buổi sẽ có tài liệu. Mọi người nhớ lưu lại những cái tài liệu mà mình nói nhé. Không có mình hay quên lắm. Thì anh em gửi lên nhóm mình sẽ gửi tài liệu cho mọi người học nhé. Còn các thuật ngữ này thì mọi người phải hiểu hết, được chưa nhỉ? Nó thì nó không khó nhưng chỉ có điều là mọi người phải làm và hiểu thì mọi người mới làm được Amazon. So sánh hai hình thức làm này, so sánh hai hình thức làm dropship này. Thì dropship thì có hai hình thức, đó là dropship PL và reseller. Thì ưu điểm của từng hình thức là gì? Thứ nhất, ưu điểm PL này là mọi người sẽ xây dựng được cái thương hiệu riêng mang tên của mình, tức là brand mình tự đặt, đúng không nhỉ? Có thể không đăng ký brand nhưng mà brand do mình tự đặt. Thứ hai là gì? Mọi người sẽ chủ động sửa được listing theo ý muốn của mình. Listing là cái gì hả mọi người?
Listing tức là cái gì? Thông tin về gì? Thông tin về sản phẩm ấy. Ảnh sản phẩm này. Được chưa nhỉ? Tiêu đề của sản phẩm này. Các thông tin về variation này, giá này, rồi description bên dưới này, bullet point. Được chưa nhỉ? Bullet point này. Đó, mình sẽ tự sửa, mình tự viết được. Còn lại là gì? Còn lại tất cả thông tin, nếu mà mình làm hai sách mình có viết được lại tất cả thông tin này không? Hai sách anh em mình có sửa listing không? Không sửa listing nhá. Hai sách anh em chỉ sửa được một cái duy nhất là anh em sửa giá thôi. Được chưa nhỉ? Giá có thể bán cao hơn hoặc thấp hơn so với thằng chủ asin này, thằng đối thủ này. Đó. Nhược điểm là mình sẽ mất nhiều thời gian tạo listing bởi vì mình còn phải tối ưu, đúng không nhỉ? Tối ưu đây là tối ưu description này, tối ưu shorter này, tối ưu keyword này, subject matter này, đúng không nhỉ? Tiêu đề này, bullet point này, tối ưu hóa hình ảnh. Đó thì mình sẽ mất nhiều thời gian để tạo listing hơn. Và mình sẽ mất nhiều thời gian chi phí để đưa keyword sản phẩm lên top, được chưa nhỉ? Còn reseller thì sao? Reseller thì mọi người sẽ không cần sell, không phải marketing sản phẩm lên top mà chỉ chọn những cái sản phẩm gì? Chỉ chọn những cái sản phẩm lên top rồi sau đó bán theo nó, đúng chưa? Đó, list hàng lên và chờ có đơn, mình ăn theo cái lượt free traffic của nó. Nhưng mà nhược điểm là gì? Nhược điểm thì rất nhiều nhược điểm. Thứ nhất là gì? Bán vào sản phẩm người khác không sửa được listing, chỉ sửa được giá, đúng không ạ? Cái thứ hai là mọi người sẽ bán vào những sản phẩm có trademark, patent, brand thì tỷ lệ chết tài khoản rất cao, được chưa? Chỉ bán được những sản phẩm mà không dính trademark, patent thôi. Thứ ba là mọi người dễ bị phàn nàn, kiện cáo, test buy lên tài khoản rất dễ bị khóa. Làm hijack thì không khuyến khích người mới, bởi vì anh em bây giờ một cái tài khoản, ngày xưa ấy, như cái thời của mình ấy, làm hijack nó dễ, không phải dễ mà bởi vì ngày xưa nó có nhiều tài khoản. Mọi người có thể làm hijack thoải mái, chết thì còn cái khác, nhưng mà bây giờ mà tài khoản nó đắt và nó hiếm hơn ngày xưa ấy, thì mọi người phải làm chuẩn chỉ ngay từ đầu để tránh bị chết tài khoản. Được chưa nhỉ? Đây là các gì? Đây là cái quy trình làm dropship này. Đó, quy trình làm dropship này thì mọi người sẽ phải làm gì? Thứ nhất là mọi người phải đăng ký tài khoản này, đúng không nhỉ? Đăng ký tài khoản thì mọi người phải chuẩn bị tài liệu. Tài liệu ở đây gồm những cái gì? Chuẩn bị tài liệu và kháng cáo. Thì tài liệu ở đây gồm thứ nhất là gì? Chứng minh thư hộ chiếu này, bằng lái xe. Thì trong ba cái loại giấy tờ thì mọi người là làm bằng cái gì cũng được, được chưa nhỉ? Làm bằng cái gì cũng được, nhưng mà tài liệu thì phải còn thời hạn sử dụng, và khuyến khích làm bằng passport nhé. Passport sẽ dễ qua hơn một chút bởi vì passport có tiếng Anh song ngữ và nó là cái tài liệu mà được gì ạ, được thế giới người ta chấp nhận. Còn chứng minh thư thì mọi người nên làm bằng cái chứng minh thư căn cước công dân ấy, được chưa nhỉ? Còn làm chứng minh thư cũ thì khó qua lắm nhé, bởi vì là chứng minh thư cũ bây giờ nó không còn ngắn hạn. Còn bằng lái xe mọi người làm cũng được, được chưa? Nhưng phải có bằng lái xe thì nên làm những bằng lái xe có ngày hết hạn nha mọi người nhé, có ngày hết hạn nhé. Còn anh em ví dụ làm A1 vô thời hạn thì không được đâu, không nên làm chứ không phải không được, không nên làm. Sau đó là gì? Sau đó là mình chuẩn bị tài liệu xong này, được chưa nhỉ? Đấy là ba loại tài liệu. Đầu tiên là gì? Đầu tiên là chứng minh thư, bằng lái xe và hộ chiếu này, một trong ba loại này. Thứ hai là sao kê ngân hàng, được chưa nhỉ? Sao kê ngân hàng ở đây thì có thể là sao kê thẻ tín dụng, hoặc là sao kê số dư, hoặc là sao kê giao dịch, hoặc là sao kê xác nhận số tài khoản, xác nhận có tài khoản. Đó thì mọi người có thể chọn một trong số loại sao kê để mọi người xin. Và nên sử dụng các ngân hàng lớn nhé, các ngân hàng nhà nước, ví dụ như Vietcombank, Techcombank, Vietinbank. Vietcombank đợt này cũng đang có vấn đề một chút. Vietcombank này, Techcombank ok, Vietinbank ok này, BIDV ok, Agribank ok, SHB ok, ACB được, TPBank đang bị lỗi mọi người nhé. TPBank cũng được, nhưng mà TPBank đang cái thẻ visa của nó làm dễ quá nên là nó đang bị vào blacklist ở nước ngoài. Cái gì nữa nhỉ? Đó, một số ngân hàng, nói chung ngân hàng nào cũng được. Anh em làm được thẻ credit thì tốt, thẻ ghi nợ thì tốt, còn debit cũng được nha mọi người nhé. Còn không có nguồn chính thống nào bảo thẻ debit không được nhé. Debit vẫn được, được chưa nhỉ? Tài liệu thứ ba đó là gì? Sao kê ngân hàng. À quên, tài liệu thứ ba đó là gì? Hóa đơn. Hóa đơn ở đây là hóa đơn điện này, ga, internet, điện thoại. Đó thì mọi người nên làm, mọi người làm được hóa đơn nào dễ thì mọi người làm, được chưa nhỉ? Hóa đơn nước được không? Được anh, được ạ. Tìm nhà cung cấp này, tìm nhà cung cấp thì mọi người sẽ phải tìm ra được những thằng nhà cung cấp uy tín để tìm ra được cái sản phẩm ngon của nó. Và anh em duy trì làm sao liên hệ với nó thường xuyên nhé, bởi vì bọn nhà cung cấp uy tín này nó sẽ thường xuyên cho mọi người, nó sẽ thường xuyên ra những cái sản phẩm mới và mọi người có thể xin được những cái sản phẩm mới đối với những cái nhà cung cấp đấy. Những sản phẩm mới của nó nhá, khi mà mọi người bán ở trên Amazon ấy, có những sản phẩm gần như là sản phẩm chưa ai bán hết, được chưa? Thì tỷ lệ mà thành hot delivery rất là cao nếu mà anh em biết cách nhá. Sau đó list sản phẩm lên trên Amazon và chờ có đơn hàng, được chưa nhỉ? Sau đó là ship hàng cho khách và giải quyết các vấn đề kiện cáo của khách hàng, và trong sau đó là chăm sóc khách hàng. Đấy là cái quy trình làm dropship PL, đấy là quy trình chuẩn ấy để mọi người làm. Thì sẽ tiến hành đi từng phần một, đúng không nhỉ? Thì buổi ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người đến phần tổng quan và phần quy trình làm dropship PL. Còn đến những cái buổi Zoom tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn mọi người đến phần các phần tiếp theo, như kiểu phần tiếp theo đến phần tư duy tìm sản phẩm này, tìm nhà cung cấp này, đúng không nhỉ?
list sản phẩm này, tối ưu này, sau đó là ship hàng này, được chưa nhỉ, giải quyết kiện cáo này và chạy quảng cáo PPC. Thì mọi người muốn học phần nào trước thì mình sẽ có một cái buổi Zoom tiếp theo. Một tuần sẽ có một vài buổi Zoom nhé mọi người nhé. Mình căn bản là mình không có thời gian để sắp xếp cho mọi người nhiều buổi Zoom ấy. Đó thì mình sẽ sắp xếp một tuần sẽ một vài buổi Zoom. Nếu mà anh em tham gia được thì tốt. Còn nếu mà không tham gia được thì mình sẽ lưu lại thành những cái video và mình sẽ đăng lên nhóm nhé. Được chưa nhỉ? Để mọi người học và làm. Bởi vì nếu mà mọi người muốn học thì, nếu mà mọi người muốn làm, muốn học ấy, thì mình sẽ làm sao hỗ trợ mọi người hết mức có thể. Còn anh em nào ở Hà Nội có thể qua văn phòng mình nhé. Có thể qua văn phòng mình để bên các bạn hỗ trợ support nếu mà anh em muốn. Còn anh em nào muốn làm team thì có thể liên hệ mình luôn để mình gửi cho một số cái team đang làm về POD hay là làm về Amazon, Dropship hay là FBA ở Hà Nội. Hà Nội nhá, còn Hồ Chí Minh thì mình không biết nhiều đâu. Hay Đà Nẵng mình không biết nhiều lắm đâu. Hà Nội thì rất nhiều. Hà Nội thì rất nhiều. Rồi, xong đến phần quy trình này, đến phần cuối cùng đó là phần gì? Đó là phần tổng quan này. Tổng quan về phần tìm kiếm và phân tích sản phẩm. Tổng quan về tìm kiếm và phân tích sản phẩm thì tìm kiếm những sản phẩm theo trend này, tìm kiếm những sản phẩm theo ngày lễ lớn trong năm này, thì có bốn cách để tìm sản phẩm. Đó, thì bốn cách để tìm sản phẩm thì mọi người đang làm dropship thì mọi người đang làm theo cái hình thức nào để tìm sản phẩm ạ? Đầu tiên nhá, anh em làm cách nào? Anh em sẽ làm như thế nào để tìm sản phẩm này? Đầu tiên này, mọi người sẽ tìm kiếm những sản phẩm theo trend cũng được, được chưa nhỉ? Hai là theo ngày lễ lớn cũng được, theo bestseller cũng được, theo lưu đề cũng được, hay là gì? Hay là mọi người bán xe sở thích cũng được. Dùng tool à? Dùng tool cũng được. Dùng tool, anh em dùng tool trên Hello 10 check sản phẩm đúng không? Theo những cái tiêu chí của mình thì mình anh em check ra sản phẩm, xem sản phẩm nó ok thì bán. Thì mọi người tìm kiếm những sản phẩm theo trend ấy thì mọi người phải nếu mà bán những sản phẩm theo trend ấy thì mọi người phải thường xuyên gì ạ? Mọi người thể dùng những cái công cụ như ở Google Trend này. Rồi thường xuyên phải đọc báo, sách vở rồi những cái tạp chí ở nước ngoài để mọi người bắt trend nhé mọi người nhá. Anh em phải bắt được cái trend, anh em phải đi đầu được xu hướng thì tỷ lệ bán được hàng của mọi người mới cao. Đó, thì hình thức làm theo trend này cũng khá ok nhưng mà anh em phải bắt trend một chút. Thì có những người bắt trend rất giỏi nhưng mà có những người bắt trend rất là kém. Được chưa nhỉ? Đặc biệt là em là một thằng bắt trend rất ngu, được chưa? Đó, còn lại gì? Còn lại thì mọi người nếu mà ai mà nhanh nhẹn ấy thì mọi người bắt được trend ấy thì mọi người bán những cái sản phẩm theo trend thì rất ok. Rất ok. Đối với drop hoặc là FBM. Hai là gì? Mọi người tìm kiếm những sản phẩm theo các ngày lễ lớn trong năm. Theo các ngày lễ lớn trong năm thì ở Mỹ ấy, nó có rất nhiều ngày lễ nha mọi người nhá. Thì mọi người có thể tham khảo cái tài liệu này. Mọi người tham khảo những cái tài liệu mà về gì? Về ngày lễ trong năm này. Thì mọi người có thể bán theo những cái khoảng thời gian. Đối với mỗi một cái khoảng thời gian, những cái ngày lễ lớn trong năm ấy thì ví dụ như kiểu làm dropship thì mọi người sẽ bán trước khoảng thời gian cái ngày lễ diễn ra khoảng tầm 1 tháng đến 1 tháng rưỡi về cái sản phẩm đấy là ok. Ví dụ gì? 14 tháng 2, lễ tình nhân chẳng hạn. Hoặc là những bây giờ đang chuẩn bị đến ngày lễ phục sinh này, hay là ngày của cha, ngày của mẹ, anh em có thể bán được những sản phẩm liên quan đến những ngày lễ đấy rồi. Được chưa nhỉ? Đó, thì những ngày lễ đấy thì mọi người bán những cái sản phẩm gì? Thì trong cái bảng này nó sẽ gợi ý cho mọi người những cái sản phẩm nên bán nhé. Được chưa nhỉ? Đây. Mọi người có cái bảng này không? Chắc là có đúng không ạ? Đây, mọi người để ý này. Đó, ví dụ như bây giờ là cái ngày lễ trong năm, ví dụ năm mới này, hay Lunar New Year là gì? Là ngày Tết Trung Quốc đúng không ạ? Valentine's Day này, Patrick này, Thánh Patrick này, tức là gì? Ngày Thánh Patrick thôi. Easter là ngày lễ phục sinh này. Rồi ngày của cha, ngày của mẹ này. Được chưa nhỉ? Thì ngày những cái sản phẩm nên bán này ở bên cạnh này, bên góc phải này mọi người nhìn chưa nhỉ? Đó, đây là những cái sản phẩm nên bán này. Thì mọi người bán theo những cái sản phẩm này cũng khá ok nhá. Rồi ngày Quốc khánh của Mỹ này, Prime Day này, Back to School này, đây là ngày mà những cái sản phẩm office lên ngôi. Được chưa nhỉ? Rất nhiều sản phẩm bán được. Halloween này, Thanksgiving này, Black Friday này, Cyber Monday này, Christmas season hay là New Year's ever. Rất nhiều sản phẩm nhé mọi người nhé. Rất nhiều sản phẩm trong ngày lễ này. Thì cái file này nếu mà mọi người lấy thì mọi người có thể lên trên nhóm mình lấy nhé. Mình có file này gửi lên nhóm rất lâu rồi. Tìm kiếm những sản phẩm theo ngày lễ lớn trong năm này thì công cụ tìm kiếm là mọi người tìm theo bảng, sách vở và các mạng xã hội của nước ngoài. Được chưa nhỉ? Thứ ba là mọi người sẽ tìm kiếm những sản phẩm trong bestseller hoặc lưu đề. Thì đây là một cái ngách mà thường xuyên anh em làm dropship thường xuyên đào vào. Bởi vì sao? Bởi vì đây là những sản phẩm trực diện luôn, những sản phẩm trực quan mà đã được lên gì? Đã được lên top trên Amazon rồi thì mình sẽ bán theo nó, bán theo những sản phẩm tương tự như nó. Đúng nhỉ? Mọi người có thể bán trên bestseller này, bestseller Amazon đúng không ạ? Bestseller Amazon, nhưng mà làm sao, tại sao mình không nên bán theo ngách này? Bởi vì bestseller Amazon toàn những thằng khủng ở trên Amazon, toàn những thương hiệu lớn.
toàn những thương hiệu lớn hoặc rất lớn ở trên Amazon, thì gần như anh em mình không thể bán được theo nó đâu, không thể cạnh tranh được với nó đâu. Nên là gì? Nên là mọi người không nên bán theo ngách best seller nhé. Còn ai nói gì kệ họ, được chưa nhỉ? Bán theo best seller này thì mọi người tỷ lệ nổ đơn có thể rất là cao, nhưng mà chỉ có điều là gì? Chỉ có điều là mọi người sẽ rất dễ chết tài khoản, bởi vì mọi người có thể bán vào những sản phẩm dính patent chết mát, được chưa nhỉ? Và gần như là anh em sẽ không cạnh tranh được với những hàng chủ Asin đâu. Đặc biệt là không nên hijack của nó nhé. Rồi, best seller Liuli này. Liuli là gì đây? Liuli là top những sản phẩm mới được lên top trên Amazon, nhưng mà top những sản phẩm lên top trên Amazon trong một khoảng thời gian ngắn, doanh số tăng đột biến thì được vào top Liuli, được chưa nhỉ? Thì anh em lên đào vào ngách này, nếu mà làm theo sản phẩm ở trên best seller Liuli thì mọi người nên lấy theo những sản phẩm theo Liuli nhé, Amazon Hot Liuli. Bởi vì những sản phẩm này ấy, là những sản phẩm mới được lên top trên Amazon mà bán chạy. Mới được lên top trên Amazon, được chưa nhỉ? Mà đã bán chạy rồi, chứng tỏ là gì? Nhu cầu của nó khá là ok. Nhu cầu của nó cao thì nó mới bán chạy chứ, đúng không ạ? Thứ hai là gì? Thứ hai là mới lên. Mới lên thì đồng nghĩa việc là gì? Ít đối thủ, đúng không? Nên là những sản phẩm trong top Amazon Hot Deals thì mọi người bán rất là ok. Nếu mà mọi người biết cách tìm nhá. Được chưa nhỉ? Rất là ok đối với những sản phẩm trong top này. Và mọi người khi mà tìm được, mọi người phải phân tích được sản phẩm ấy nữa cơ. Rồi tìm được từ khóa chính của sản phẩm ấy nữa cơ, được chưa nhỉ? Đó, thì các công cụ để mọi người tìm kiếm trong bestseller của Lily là gì? Các công cụ hỗ trợ về tìm kiếm sản phẩm, ví dụ như Kipa này, DS Amazon Quick View này, Tool Ovelo này, hay là gì? Hay là X-Ray của Hello 10, hoặc là Hello 10 luôn, Hello 10 để mình tìm keyword. Đó, thì rất là nhiều tool thì mọi người có thể lên trên kênh Amazon Việt Nam để xem nhé. Thứ tư là mọi người có thể tìm kiếm sản phẩm theo sở thích hoặc theo một cái đối tượng cụ thể đấy. Thì ví dụ mình thích flycam chẳng hạn, đúng không? Mình thích flycam chẳng hạn thì mình bán theo những cái sản phẩm riêng về flycam thôi, dành cho những đối tượng cụ thể là những đối tượng cũng có sở thích giống mình, đúng không ạ? Tuy nhiên thì bán theo những cái sản phẩm theo sở thích như này thì nói chung là rất dễ dính thương hiệu, bởi vì là anh em sẽ chỉ bán được những cái sản phẩm, ví dụ như những cái sản phẩm liên quan đến sản phẩm đấy thôi. Ví dụ như flycam thì mọi người có thể bán những cái kệ flycam này hay là những cái sản phẩm đi kèm của flycam ấy thì không vấn đề gì. Còn mọi người bán cả cái thì rất dễ bị dính thương hiệu nhé. Được chưa nhỉ? Đấy là bốn cái cách để mọi người có thể tìm và phân tích sản phẩm. Thì tùy anh em. Anh em cái này thì mình không bắt anh em, bởi vì sở thích từng người. Có thích người thì hay bắt trend, có người thì thích bán theo ngày lễ lớn, có ngày thì bán theo sở thích, còn có người thì bán theo những cái trang top thống kê của Amazon. Trang top thống kê thì mọi người có thể lên Google, mọi người check nhá. Mọi người check bestseller hoặc Hot Liuli là nó sẽ ra những cái trang top trên Google cho mọi người nhá. Đây. Bestseller này, Reuli này, được chưa nhỉ? Đó, đây là hai trang mà mọi người thường xuyên đạp vào này. Mover Sucker là gì? Mover Sucker là gì mọi người? Mover Sucker là cái ngách mà thống kê được những sản phẩm bán chạy nhất trong vòng 24 giờ gần nhất, thì nó sẽ thống kê vào Mover Sucker nhé. Most Wished For là những cái ngách mà là những cái sản phẩm top, những cái sản phẩm mà khách hàng nó cho vào giỏ hàng rồi, nhưng mà vì lý do nào đấy, hoặc người ta chưa thanh toán, hoặc người ta chậm thanh toán, được chưa nhỉ? Thì nó sẽ thống kê trong ngách Most Wished For nhé, được chưa ạ? Anh em có thể đào vào những cái ngách này để anh em tham khảo cũng được, không vấn đề gì cả. Thực ra sản phẩm trên Amazon thì nó vô vàn lắm, nó rất nhiều. Chỉ có điều là mọi người tìm kiếm ở đâu và mọi người chọn sản phẩm gì thôi. Chứ còn sản phẩm nó không thiếu nhé mọi người nhé. Sản phẩm không có thiếu, chỉ có điều là anh em chọn như thế nào và chọn làm sao ra được sản phẩm ngon. Mọi người nhá, mọi người khi mọi người list sản phẩm trên Amazon ấy, có những sản phẩm anh em là mà tìm được sản phẩm ngon nhé. Có khi chính sản phẩm mới là sản phẩm mà ngày nào nổ đơn, nuôi anh em luôn, nuôi tài khoản của mọi người luôn. Chứ không nhất thiết cứ phải list lên cả 1000 sản phẩm hay 2000 sản phẩm đâu. Có khi có học viên của mình ấy, có bạn chỉ list lên tầm có khoảng hơn chục sản phẩm thôi, nhưng mà ngày có khi đã nổ tầm 15-20 đơn rồi, bởi vì có những sản phẩm ngày nào cũng nổ đơn, bởi vì nó ăn theo keyword, nó ăn được keyword và nó được đẩy lên top, được chưa? Nó được đẩy lên top cái sản phẩm đấy. Đó, nên là gì, anh em mình cái quy trình ấy, cái tư duy để chọn sản phẩm rất quan trọng nhá. Mọi người nghĩ là lập tài khoản quan trọng đúng không, nhưng mà thực ra ấy, tài khoản ấy mọi người không có, mọi người có thể đi mua, nhưng mà gì, cái tư duy tìm sản phẩm thì từng người, đúng không nhỉ? Và cách chọn sản phẩm thì từng người, bởi vì sản phẩm ngon bán được thì mới ra đơn hàng thì mới có tiền được, đúng không ạ? Còn gì ạ? Tài khoản thì sao? Tài khoản anh em nếu không có đăng ký khó quá thì anh em có thể đi mua, đúng không nhỉ? Đi mua để làm, đúng chưa? Đúng chưa? Nên là nhiều người thì mang tài khoản, cả mớ tài khoản đến không bán được hàng, tháng nào cũng mất phí, là do như thế, là do cái tư duy tìm sản phẩm của mọi người không có, mọi người chưa biết lọc sản phẩm như nào, mọi người chưa biết cách để check sản phẩm, check patent làm sao để tránh những sản phẩm dính patent, dính chết mắc, để mà tránh bị chết tài khoản, đúng không nhỉ? Bán vào những sản phẩm nào để mà tỷ lệ nổ đơn nó cao, rồi chạy quảng cáo như thế nào, tìm keyword như thế nào, lọc từ khóa như nào, tối ưu như thế nào. Đó, đấy là một cái quy trình rất là dài đối với dropship nhé. Và nếu mà mọi người đã nghiêm túc làm thì mọi người sẽ phải học từng phần một, mọi người sẽ phải học và làm từng phần một.
thì mình sẽ có những buổi Zoom tiếp theo về gì ạ? Về chia sẻ về dropship. Thì mọi người trong nhóm thì mọi người nên mọi người làm cho mình một cái bảng vote, hoặc là mọi người vote về một cái chủ đề nào đấy. Thì nếu mà nhiều người muốn nói về cái chủ đề đấy thì mình sẽ tập trung, mình sẽ chỉ nói chuyên sâu về những cái buổi tiếp theo của Zoom về những cái buổi đấy thôi. Còn buổi học ngày hôm nay thì kiến thức chỉ có thế này thôi, mình sẽ chỉ chia sẻ đến đây thôi, tổng quan và các kiến thức liên quan đến Amazon, được chưa nhỉ? Bây giờ mình sẽ trả lời các câu hỏi của mọi người nhé. Anh em có câu hỏi gì thì có thể đặt câu hỏi cho mình nhé. Mọi người có câu hỏi gì thì mọi người có thể đặt câu hỏi cho mình trên phần chat, hoặc là mọi người hỏi trực tiếp được cho nó nhanh. Em hỏi tí về cái Hijack. Em hỏi đi. Thì ví dụ như ví dụ bây giờ em ví dụ bây giờ có một cái sản phẩm mà đã bán, đã có thằng nó lên nó bán trên đấy. Ví dụ là nó là một cái đồng hồ ấy, và kiểu như là đồng hồ mà nó làm bằng handmade chẳng hạn. Thì nếu ví dụ như là nó bán theo cái kiểu là ba cái đồng hồ, ba cái mẫu của nó đấy, xong mà còn thì nếu ví dụ như kiểu là em có thể tìm nhập được một cái đồng hồ và em bán lẻ một cái thôi thì có bị tính là hijack không ạ? Tức là em có bán, nếu mà em có bán vào, em có bán vào sản phẩm của nó không? Nếu mà em bán vào sản phẩm của nó thì em tính là hijack rồi. Còn nếu mà em bán dropship, em bán riêng lẻ bên ngoài, không theo store của nó thì em là PL. Em vẫn có thể tức là miễn sao là cái sản phẩm đấy mà kiểu em không bán dựa trên brand của nó. Đúng rồi, em bán là vẫn ok đúng không? Vẫn gọi là hijack em ạ. Nếu mà em bán thế thì vẫn gọi hijack. Thì thực ra trong cái store mà hijack ấy, thì mọi người nhiều thằng hijack nó có thể bán gì? Nó có thể bán những sản phẩm gì? Nó có thể bán những sản phẩm nine new, tức là những cái sản phẩm dùng rồi ấy, đúng không? Nó có thể bán những sản phẩm nine new hoặc là những cái sản phẩm top combo rồi đấy, ví dụ ba cái một, thì tùy thằng hijack nó bán đấy, vẫn gọi là hijack nha em. Đấy vẫn gọi là hijack. Thế nếu ví dụ như kiểu là em với thằng đấy nhập cùng một nơi nhưng mà nó bán set ba cái, em bán set một cái thì có tính là hijack không? Có chứ em đã bán trong trang của nó là đều gọi là hijack hết rồi. Nhưng mà nói chung là tức là cần miễn là giống mẫu là lại tính hijack đúng không? Đúng rồi em, giống EC là tính hijack rồi. Ok, vâng em cảm ơn. Ok. Còn ai có hỏi gì không nhỉ? Mình trả lời các câu hỏi chat nhé. Chia sẻ sự khác nhau giữa Amazon.com và Amazon.ca. Nó là hai trang web của hai thị trường thôi em, giống kiểu là Shopee Việt Nam ấy. Amazon.com thì người Mỹ người ta thường mua, còn CA thì vị trí ở CA, người Canada người ta hay mua trên thị trường đấy thôi. Thị trường Bắc Mỹ là gồm có 3 thị trường nhé mọi người nhé. Thị trường Bắc Mỹ là 3 thị trường gồm có Canada, Mexico và Mỹ nhé. Thì mọi người đăng ký tài khoản ở 3, một trong 3 thị trường đều bán được 3 thị trường đấy. Được chưa nhỉ? Mọi người thích bán ở thị trường nào thì bán. Lưu ý gì về vận chuyển và tracking khi có đơn hàng? Lưu ý gì về vận chuyển, tracking khi có đơn hàng? Ví dụ em drop từ Trung Quốc nhá, thì tracking thì em phải yêu cầu nó làm sao cái thằng nhà cung cấp ấy, cái thằng nhà cung cấp nó phải gửi tracking trước cái handling time mà mình để trên Amazon ấy, để tránh bị ship late. Và khi mà ship từ Trung Quốc thì em phải yêu cầu thằng gì ấy? Em phải yêu cầu thằng supplier bên đấy nó phải bỏ cái hóa đơn mua hàng ở trên cái bề mặt sản phẩm đi. Bởi vì bọn Ali, đặc biệt là bọn Trung Quốc, nó hay có cái hóa đơn mua hàng ở trên cái bề mặt sản phẩm, về tên nhà cung cấp, để tên trang cung cấp, để rồi thằng nhà chủ bán cái sản phẩm đấy là ai, giá tiền như nào, thì em nên bỏ nó bỏ đi. Bởi vì người Mỹ người ta nhiều khi người ta hay không thích Trung Quốc, được chưa nhỉ? Thì người ta nhiều khi người ta biết cái vị trí của cái sản phẩm đấy gửi đến từ đâu hoặc là drop từ đâu nên người ta không thích thôi, được chưa nhỉ? Có thể là người ta sẽ đánh giá xấu hoặc như thế nào đấy, thì tốt nhất là mình nên bỏ nó, thì bỏ cái hóa đơn trên bề mặt sản phẩm đi và chỉ để gì thôi, chỉ để cái thông tin của người nhận thôi, được chưa nhỉ? Liên hệ với nhà cung cấp thì ví dụ như kiểu em có thể tải cái app, ví dụ AliExpress nhá, em có thể tải cái app AliExpress và em nhắn tin như Messenger thôi. Công Kỳ Trần nhá. Liên hệ thì đơn giản mà em, có gì đâu. Check trademark của ba tên ạ. Trademark brand để Lip PL. Check trademark thì mọi người có thể lên trang Trademark Kia nhá. Đây. Mình chia sẻ màn hình nhá. Đây, check trademark này, mọi người có thể lên trang này. Lên trang trademark Kia để check brand nhé. Check brand của sản phẩm nhé. Đây, mọi người chú ý này. Ví dụ mình check brand thử nhé.
Đây đây là trang trademarkia.com này. Ví dụ mọi người check một cái thương hiệu ở trên này xem nó có brand chưa nhá. Samsung chẳng hạn nhá. Anh em check Samsung này. Đó, nếu mà có brand rồi thì nó sẽ báo như này. Đây. Nếu mà có brand rồi nó sẽ báo như này. Được chưa nhỉ? Đó, đây này, ở cái phần mọi người nhìn ở cái phần status này, nó có chữ register này là đăng ký rồi, được chưa nhỉ? Ngày đăng ký bên dưới. Mọi người nhìn chưa? Đó. Và nó có cái dấu chấm này, mọi người nhìn có dấu chấm xanh này. Màu xanh lá cây này là Lips, là cái thương hiệu này đang còn sống. This là Lips là thương hiệu này đã chết rồi, tức là không gia hạn đăng ký nữa rồi. Còn Frame Farmers này là thương hiệu nổi tiếng này. Được chưa nhỉ? Anh em đăng ký ví dụ một cái tên khác đi, ví dụ một cái tên bất kỳ đi. Một cái tên dãy số nào đấy linh tinh đi. Search này. Nếu mà nó báo là chưa có thương hiệu thì nó sẽ báo như này. Đây. Tức là gì? Thương hiệu này thì hiện tại là chưa đang có sẵn, và bạn nếu mà bạn muốn làm sao? Bạn muốn đăng ký thương hiệu vào các thị trường này thì giá bên cạnh này này. Được chưa nhỉ? Đây là chưa có thương hiệu nhá. Đó thì chưa có brand, chưa có brand thì em có thể bán được vào sản phẩm đấy. Được chưa nhỉ? Còn có brand rồi thì em vẫn có thể bán được vào sản phẩm đấy nếu em biết cách nhá. Có brand rồi thì chia hai trường hợp, brand lớn, brand to nhá. Brand to ấy, tức là thương hiệu lớn ấy, thì em phải bỏ luôn. Còn thương hiệu nhỏ ấy, thì em vẫn có thể bán được vào sản phẩm thương hiệu nó bằng cách là em bán những sản phẩm tương tự hoặc gần giống thương hiệu đó. Được chưa nhỉ? Và cái tên brand thì phải thay đi, thay tên brand đi. Được chưa nhỉ? Còn sản phẩm kể cả không có thương hiệu lớn hay nhỏ, không có thương hiệu mà dính ba tên, tức là dính sở trí tuệ ấy. Mình check trên ba tên mà ra ấy, mà có cái ba tên là gì? Ba gen là tức là cái sở trí tuệ của sản phẩm, tức là cái bảo hộ thương hiệu của cái sản phẩm đấy. Người ta nghĩ đến cái sản phẩm đấy thì người ta phải bảo hộ lại cái thương hiệu để tránh bị ăn cắp, đúng không nhỉ? Thì bảo hộ thương hiệu có thể bảo hộ thương hiệu về công dụng này, hình dáng này, tính năng này, đúng không nhỉ? Thì mọi người ví dụ mọi người check mà có ba tên thì mọi người bỏ ngay để tránh bị chết tại quán. Rồi. Làm sao để drop từ Ali mà tối ưu được thời gian vận chuyển? Thì cái buổi về chia sẻ với nhà cung cấp mình sẽ nói kỹ về phần này nhé. Chia sẻ với nhà cung cấp uy tín thì mình sẽ nói kỹ phần này. Mình muốn hỏi tìm nguồn hàng AliExpress có kho ở Mỹ thì tìm như nào nhanh nhất? Mọi người check ở trên Ali thôi đây. Anh em tắt hết chuông, anh em tắt hết tiếng giúp mình nhé. Mọi người tắt hết tiếng giúp mình nhé. Mọi người có thể lên Ali này. Mọi người có thể lên AliExpress này. Sau đó anh em check nhá, anh em check sản phẩm nhá. Ví dụ này, ví dụ như kiểu là một cái sản phẩm, ví dụ mình lấy một cái tên bất kỳ nhá, một cái tên bất kỳ mình nhớ này. Sau đó là gì? Sau đó mọi người lên đây, mọi người check thử sản phẩm của những thằng nhà cung cấp này. Nếu mà có kho ở Mỹ thì mọi người ấn vào phần ship from này. Có thì em đưa cái bảo của anh chị của tôi, em đưa cái này 84 đây mọi người nhìn này, mọi người có thể chọn các kho vận chuyển này, ví dụ là từ Mỹ này, giả sử sản phẩm này chẳng hạn, mọi người chọn kho từ Mỹ này, được chưa nhỉ? Đó, chọn kho từ Mỹ này, mọi người check ở một thằng bất kỳ nha, ví dụ thằng này đi. Thì những thằng này sẽ có kho từ Mỹ, mọi người có thể ship đi từ kho Mỹ của nó nhé. Đây, ship from Trung Quốc này, United States này, Russia này. Đó, thì anh em có thể ship đi từ Mỹ thì cái giá của nó sẽ cao hơn, anh em chịu được tiền ship thì anh em ship từ Mỹ, được chưa nhỉ? Giá vận chuyển, thời gian vận chuyển nó sẽ nhanh hơn chút so với Trung Quốc. Đó, mọi người hiểu ghét nhà tìm nhà cung cấp không nhỉ? Nhưng mà để đánh giá nhà cung cấp uy tín thì nó có nhiều yếu tố lắm, chứ không chỉ là mỗi ở kho ở Mỹ đâu nha. Mọi người phải đánh giá qua nhiều chỉ số cơ, chứ không chỉ là mỗi cái chỉ số này đâu. Đó đây là nếu mà về tìm nhà cung cấp uy tín thì mình sẽ hướng dẫn mọi người vào một cái buổi khác nhé. Được chưa nhỉ? Mình sẽ hướng dẫn mọi người vào một buổi khác. Có thể là một buổi nào đấy. Drop từ Việt Nam đắt quá, tính 600.000 một sản phẩm. 500.000 thì có quá lãi không? 600k tiền ship à? Vận chuyển hàng gì mà đi kinh thế à? Vận gì mà giá vận chuyển cao thế? Của em là sản phẩm nặng à? 600.000 tiền ship thì nói chung là để mà nói về cái lợi nhuận thì tùy cách đặt giá của em, nhưng mà nếu mà tiền ship vận chuyển mà quá cao thì lợi nhuận không được nhiều mấy đâu, bởi vì nếu mà đặt giá cao quá thì khách hàng người ta không lựa chọn, bởi vì là người ta có thể lựa chọn những thằng FBA ấy. Nên là gì, nếu mà đi từ Việt Nam đắt quá thì em có thể đi tìm các nguồn khác nhé. Ví dụ đặc biệt là nguồn như ở nguồn em tham khảo từ nguồn Trung Quốc xem. Trung Quốc bao giờ giá vận chuyển nó sẽ rẻ hơn Việt Nam. Sale trên Amazon có ảnh hưởng nhiều đến khả năng ra đơn hàng không? Có em nhé, Hoàng Phạm nhá. Sale trên Amazon rất là quan trọng nha, và ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ ra đơn hàng của em.
và được tỷ lệ trực tiếp để được Amazon đẩy lên top nhé. Mọi người phải hiểu cái thuật toán A10 nhé. Mình sẽ có một buổi chia sẻ về thuật toán A10 nhé. Mọi người hiểu được những cái tính chất, những cái chỉ số mà thuật toán A10 đánh giá thì tỷ lệ mà mọi người đẩy được cái keyword của mọi người, keyword của sản phẩm của mọi người lên top rất là cao. Được chưa nhỉ? Mọi người phải hiểu từng cái mục, từng cái tiêu chí của cái thuật toán A10 mà Amazon nó yêu cầu seller ấy. Em tìm được sản phẩm nhưng có nhiều người bán thì có sợ dính trademark brand không? Em check là được em ơi. Phong này, em tìm được nhiều sản phẩm có nhiều người bán đúng không? Thì sợ có dính trademark brand, nhiều người bán không quan trọng em ạ. Quan trọng là em tìm được keyword của sản phẩm, em tìm được giá sản phẩm đấy. Và em tìm được cái sản phẩm đấy có không bị dính trademark brand thì em vẫn bán thôi. Ở trên Amazon thì có hàng trăm người mua và người bán mà, không phải lo đâu. Được chưa nhỉ? Nhiều sản phẩm, nhiều thằng bán nhưng mà có thể là cái keyword của họ ấy, nó ăn theo một cái keyword khác, không phải ăn theo keyword của mình nhá. Mình có thể check ra cái sản phẩm nhưng ăn theo keyword của mình chứ không phải keyword của họ. Có thể nó lên top ở keyword khác, mình lên top ở keyword này, mình lên top keyword A này, nhưng mà có thể anh nào đấy lên ở sản phẩm của một ông nào đấy lên ở keyword B, keyword C, D ở hoặc ở một ngách A, B, C rồi đấy. Được chưa nhỉ? Nên không phải lo đâu. Amazon nó hàng tỷ ngách cơ mà. Nếu một người làm lead PL đều một chọn sản phẩm, đúng rồi. Lead PL mỗi người một asin khác nhau, không liên quan đến nhau cả. Lê Hồng Anh. Giá vận chuyển từ Việt Nam đi Mỹ là khoảng bao nhiêu tiền, bao nhiêu kilo, bao nhiêu trên 1 kg? Tùy đơn vị vận chuyển nhé. Nếu anh nhớ không nhầm thì nó rơi vào đâu đó tầm khoảng 6,5 đô một cân thì phải. Nhưng mà nếu mà anh đi thì chỉ rơi vào đầu tầm 5 đô rưỡi một cân thôi, bởi vì anh quen bên đơn vị vận chuyển. Mọi người đi thì sẽ mất tầm 6,5 đô. Nếu sản phẩm mình đăng lên, hàng năm sau mới có đơn mà quay lại, nhà cung cấp đó không còn sản xuất nữa thì làm thế nào? Sẽ có nhiều cách để mọi người xử lý trường hợp này nhé. Nhưng mà thường thì bây giờ gần như là bọn nhà cung cấp ấy, nó ít khi nó hết hàng lắm. Nói chung là cũng có nhưng mà ít khi hết hàng lắm. Sản phẩm mình đăng lên mà nếu mà không có đơn quay đến nhà cung cấp không có thì sao? Nếu mà trường hợp đấy, một là gì? Mình yêu cầu thằng mua hàng ấy, thằng buyer ấy có thể gì hủy đơn, đúng không nhỉ? Hai là gì? Hai là mình sẽ phải đi tìm nhà cung cấp khác có sản phẩm tương tự như thế, đúng không? Giá như nào cũng phải mua, đúng không ạ? Còn nếu mà mình hỏi cái thằng nhà cung cấp ấy, nhà cung cấp mà mình mua của nó ấy, mà nó không còn sản xuất nữa, mình phải hỏi nó là trừ nếu mà không sản xuất nhá thì không nói làm gì. Còn nếu mà nó hỏi nó xem, ví dụ nó hết hàng ấy, hỏi nó xem bao lâu có hàng thì mình bảo khách là bao giờ, bằng đấy ngày thì vào đặt lại. Còn nếu mà khách không chịu ấy thì làm sao? Khách không chịu mà không chấp nhận ấy, thì tốt nhất là gì? Refund tiền cho khách thôi. Trường hợp này bây giờ cũng có nhưng mà không nhiều đâu. Không có nhiều bởi vì bây giờ nhà cung cấp lúc nào sẵn hàng hết. Sách nào hoặc nguồn kiến thức nào nói về hành vi mua hàng hoặc tiêu dùng của dân Bắc Mỹ ạ? Anh nghĩ là em có thể tìm những cái nguồn ở trên mạng ấy. Em tìm nguồn nhưng mà nhớ phải tìm bằng tiếng Anh nhé, đừng có tìm tiếng Việt nhé. Tìm tiếng Việt không có đâu. Em nên tìm nguồn ở trên tiếng Anh, em tìm nguồn tiếng Anh ở trên Google ấy, anh nghĩ là có đấy. Đó. Hoàng Phạm nhá. Cái này thì anh không rõ lắm đâu nhưng mà anh nghĩ là có. Ví dụ như ở, mọi người muốn có thông tin gì về sản phẩm về Amazon ấy, mọi người có thể lên trên Google mọi người gõ, nhưng mà nhớ gõ cụm từ bằng tiếng Anh nhá. Được chưa nhỉ? Có từ bằng tiếng Anh, anh em đừng gõ tiếng Việt nhá, không ra được đâu, phải gõ tiếng Anh. Mọi người dùng Google dịch thôi. Được chưa nhỉ? Anh em còn có hỏi gì không? Mọi người còn có hỏi gì thì có thể hỏi nốt đi ạ. Mọi người còn có hỏi gì không? Nếu không còn có hỏi gì thì cho mình hỏi tí. Alo. Cho mình hỏi tí. Tức là bây giờ trong cái căn cước công dân ấy của mình thì là nó là xã, huyện và tỉnh. Thế nhưng mà trong cái hóa đơn nước ấy, thì người ta lại ghi là cả thôn nữa. Cả thôn à? Thôn, xã xong rồi huyện đâu, người ta không ghi tỉnh. Thế bây giờ làm sao mà để cho nó hợp lý hóa cái đấy được? Thế không được anh ạ. Thế thì nếu mà anh làm giấy tờ thế thì không được. Bây giờ nhé, mọi người làm bằng cái gì? Mọi người làm bằng chứng minh thư ấy, thì cái hộ chiếu trên chứng minh thư không thay đổi được, đúng không nhỉ? Đúng không ạ? Thì mọi người phải lấy nguyên cái địa chỉ trên chứng minh thư, mọi người bê đi, mọi người làm gì ạ? Làm tài liệu gốc, mọi người bê nguyên cái địa chỉ đi, làm tất cả các giấy tờ khác theo cái địa chỉ đấy. Được chưa nhỉ? Làm tất cả các giấy tờ khác theo địa chỉ đấy. Và trùng với cả cái địa chỉ đấy, phải trùng với cả địa chỉ mà mình đăng ký ở trên Amazon ấy. Được chưa nhỉ? Đó. Thế thì cái điện nước là mình cũng phải chỉnh theo nó. Đúng, điện nước thì hình như nếu mà mọi người làm theo chứng minh thư thì gần như nó chuẩn luôn. Đúng không anh? Nó chuẩn luôn theo trên thông tin ở trên EVN ấy.
Còn lại thì nếu mà mọi người làm bằng hộ chiếu ấy, thì làm bằng hộ chiếu thì chỉ có tỉnh thôi, thì mọi người chỉ cần trùng tỉnh thôi. Còn thông tin mọi người có thể lấy một cái địa chỉ nào đấy dễ nhớ một tí, thôi mọi người làm theo cái địa chỉ đấy. Còn chứng minh thư thì mọi người phải bê nguyên cái địa chỉ trên chứng minh thư nhá, anh em không thể làm khác được, bởi vì địa chỉ trên chứng minh thư không sửa được, đúng không nhỉ? Còn ví dụ làm hóa đơn điện hay là hóa đơn nước hay là bất kỳ một cái thông tin nào đấy thì mọi người có thể làm gì? Mọi người có thể yêu cầu nó phải sửa cái thông tin địa chỉ chuẩn như trên chứng minh thư vậy. Nhưng mà em khuyên mọi người, em gợi ý cho mọi người một cái hóa đơn mà mọi người dễ làm nhất này. Hóa đơn VAT bây giờ thì thực ra thì không hiệu quả đâu rồi. Hóa đơn VAT là dễ nhất, mọi người có thể làm hóa đơn VAT là dễ nhất. Nhưng hóa đơn VAT bây giờ không hiệu quả lắm nữa. Hóa đơn ngon nhất bây giờ mọi người lắp cho mình một cái đường mạng Viettel hoặc FPT ấy. Sau đó là mọi người yêu cầu nó xuất cho mình một hóa đơn đỏ theo cái thông tin mà mình gửi cho nó ấy. Hóa đơn nó rất ok nhá, được chưa nhỉ? Mình lắp một cái đường mạng mới hoặc là một cái thông tin hoặc là một cái dịch vụ nào đấy của Viettel ấy và yêu cầu nó cấp cái hóa đơn đỏ, được chưa nhỉ? Nó sẽ gửi cho mình cái mẫu hóa đơn khá là ok đấy, mọi người có thể tham khảo nhá, được chưa nhỉ? Tham khảo cái hình thức đấy nhá, ok chưa nhỉ? Ai có hỏi gì nữa không nhỉ? Tuần sau có buổi chia sẻ nữa không à? Anh sẽ thông báo trên nhóm nhé, mọi người chú ý trên nhóm nhé. Mình sẽ không chắc là có buổi chia sẻ đâu, chưa chắc đâu, mà cũng có thể có hoặc cũng có thể không có nhé. Nhưng mình chưa dám hứa với mọi người. Anh có thể nói thêm một ít về PPC không anh? PPC à? PPC Amazon hả em? Vâng, PPC Amazon. PPC thì là một cái lĩnh vực khá là rộng em ơi. Và gần như nếu mà nói một chút thì anh nghĩ là nó không thể đủ đâu. Nếu mà muốn nói về PPC thì anh sẽ gửi tài liệu cho mà học. Còn PPC là một cái lĩnh vực khá là rộng nhé. Và nếu mà mọi người làm dropship hay FBA thì mọi người nên học PPC, nên làm PPC. PPC rất là hay. Nó sẽ PPC thì ai chạy Google thì nó sẽ tương tự như thế. Google, nhưng mà Amazon nó sẽ nâng cao hơn một chút nhé. Amazon nó sẽ có nhiều kiểu nâng cao hơn một chút. Và mọi người cái quan trọng là mọi người chạy PPC, mọi người phải biết cách đọc báo cáo ấy, đọc cái thông tin mà nó gửi về cho mình, cái file Excel mà nó thống kê cho mình ấy, từ cái lượt click rồi từ cái lượt và làm sao mọi người chạy, làm sao phải giảm cái tỷ lệ acode xuống. Mọi người làm sao chạy và giảm cái tỷ lệ acode xuống để cho cái tỷ lệ acode nó thấp thì mọi người cái tỷ lệ mà win lãi trên cái game đấy mới cao được. Thì cái này mình có tài liệu nhá. Anh em là muốn học, muốn đọc chuyên sâu thì mình sẽ gửi cho mọi người. Được chưa nhỉ? Còn PPC anh gửi lên nhóm giúp em. Ok. PPC này thì mình chỉ ai lấy thì mình gửi thôi chứ mình không chia sẻ trên nhóm đâu. Nhá. Vâng. AliExpress thì chọn hình thức vận chuyển gì? eBay Kit, AliExpress. Em có thể chọn hình thức vận chuyển eBay Kit, AliExpress, Standard Shipping hoặc là các gói vận chuyển từ Mỹ như DHL, DHL thì hơi đắt. DHL hay FedEx thì hơi đắt. Còn mọi người có thể chọn những gói vận chuyển từ Trung Quốc, từ Mỹ. Giá vận chuyển của nó chỉ tầm 6-7 đô thôi. Công Kỳ Trần, MDV muốn làm gì đây? Muốn làm drop theo hội nhóm, cùng nhau chia sẻ cho nhau làm. Làm sao để tìm hội nhóm? Em có thể tìm trên gì? Em có thể tìm trên nhóm ấy. Đây này, trên nhóm của em này, mọi người đang học cái này. Đúng không? Thì em đăng một bài trên nhóm để anh em nào mà nếu mà cùng chí hướng thì có thể tham gia nhóm và làm việc với nhau. Nếu mà anh em nào cùng ở Hà Nội lập một cái team 3-4-5 người, mình nghĩ là đâu có khó đâu. Đúng không nhỉ? Khó thì đâu có khó đâu, sau đó là học kiến thức thì mọi người có thể tìm các nguồn hoặc là mọi người có thể đi hỏi. Được chưa nhỉ? Hoặc là đi học, tùy mọi người. Đó. Ali ship lâu quá có ảnh hưởng gì đến ACC không anh? Có chứ, ảnh hưởng đến tỷ lệ ship mà em. Tỷ lệ ship late trên Amazon nó chỉ cho phép em dưới 4% thôi, tức là dưới 4% đơn hàng thôi. Nên là gì, em ship nếu mà chậm quá thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tài khoản. Được chưa? Ảnh hưởng đến sức khỏe tài khoản thì sẽ dễ chết tài khoản thôi. Nên là ship hàng quan trọng chứ. Được chưa nhỉ? Thì em phải biết cách để làm sao cho cái thời gian vận chuyển nó trong khoảng cho phép của Amazon là được rồi. Được chưa? Tôi cho mình hỏi tí cái lần trước ở AliExpress mình chọn phần vận chuyển nên nó có gói EverKit, nhưng bây giờ cái chọn hình thức vận chuyển giờ nó bỏ cái gói đi rồi, bây giờ chuyển em có thể dùng gói AliExpress Standard Shipping nhá, tương tự như thế thôi. Được chưa? Gói đấy cũng được, không vấn đề gì. Gói đấy nếu mà chọn nhà cung cấp uy tín cũng ok đấy, cũng chỉ ship trong khoảng tầm thời gian chắc chỉ khoảng tầm 20 đến 25 ngày là đến nơi rồi. Vẫn trong khoảng cho phép của mình là được. Được chưa nhỉ? Dũng anh hỏi tí. Vâng, anh hỏi đi. Về cái chỗ mà hồ sơ ấy, thì mình có thể dùng cái gì nhà mình bây giờ thanh toán tiền điện thoại bằng cách trả sau đúng không? Trả hoặc trả trước trả sau ấy thì mình có thể dùng cái hóa đơn ở đấy được không nhỉ? Hóa đơn nếu có dấu đỏ thì ok anh ơi.
thì bên bên Viettel thì nó vẫn có cái hóa đơn đấy mà, tức là có cái dấu treo ấy. Ok quá, thế thì được anh, được. Ở bên mình thì dùng trả sau hàng tháng ấy. Thế thì tốt quá. Nếu mà anh dùng mà có hóa đơn thì ngon quá. Với lại mấy cái chứng từ, đúng rồi. Với lại mấy cái chứng từ, mấy cái giấy tờ ví dụ như là hộ chiếu rồi cái hóa đơn với lại bảng kê sau bằng sau cái lương đúng không, thì mình đưa qua bên chỗ dịch thuật hết là hay sao đúng. Vâng đúng rồi, nếu mà giấy tờ của anh không có song ngữ thì anh phải mang đi dịch thuật. Thì mỗi hộ chiếu là ấy thôi mà. Vâng đúng rồi, hộ chiếu thì anh scan thôi. Còn, hộ chiếu thì anh chỉ cần scan bởi vì nó có song ngữ rồi, còn cái nào mà chưa có song ngữ thì anh dịch thuật. Anh ơi, em mới đăng ký tầm 2 tháng trước thì nó không cho hóa đơn trả sau điện thoại đâu anh ơi. Không cho hóa đơn trả sau hả? Anh ơi, bây giờ nó fake nhiều quá, nó không cho đâu, nó chỉ tính điện nước với cả internet. À thế à? Trả sau không được nữa à? Anh lâu lắm rồi anh không đăng ký, anh không nghĩ là trả sau không được đâu. Trả sau không được, nó có nghĩa nó từ chối hẳn luôn hả? Vâng, nó từ chối luôn là không được. Được rồi, thế để anh check lại xem cái trường hợp đấy có nó còn từ chối thật không nhá. Nếu mà em nói thế thì chắc nhiều khả năng là đúng ở đấy. Trên Amazon selling Global ấy, đợt đấy là trên đấy nó có ghi luôn ấy là trả sau không được luôn. Thế thì để anh check lại xem sao. Có thể nếu mà trả sau không được thì mọi người phải làm trả trước thôi, hoặc là mọi người làm giấy tờ về điện internet thôi, điện nước internet thôi. Được chưa nhỉ? Anh cho em hỏi là cái hóa đơn wifi đây thì bố mẹ mình đứng tên thì mình đây mình chuyển thành tên của mình được nhỉ? Đúng rồi em, đứng tên của em thì ok, còn nếu mà đứng tên của bố em thì em lại phải có một cái giấy gọi là giấy chứng minh là em là con của bố em, như kiểu là sổ hộ khẩu hay là một cái giấy gì đấy để chứng minh em là con của bố em, nếu mà làm giấy tờ thật nhá. Ý của em hỏi là mình lên chỗ Viettel đấy, mình bảo là chuyển thành tên của mình nhé. Được. Làm thủ tục chuyển tên không vấn đề gì cả. Được. Em cảm ơn, ạ. Một hồ sơ như thế thì làm được bao nhiêu tài khoản chứ nhỉ? Một tài khoản anh ơi. Mọi người chỉ nhớ quy tắc là không dùng chung nhá. Quy tắc không dùng chung thế thôi. Tức là gì, mỗi một tài khoản riêng tất cả thông tin với nhau hết, không liên quan gì nhau anh nhé. Thẻ Visa, Payoneer cũng thế, không liên quan đến nhau. Liên quan là chết nhá mọi người nhá, liên quan là chết liên đới đấy. Có thế thì bây giờ mà mình làm nhiều tài khoản thì phải có nhiều thẻ Visa. Đúng rồi anh, làm nhiều tài khoản thì mỗi một tài khoản một thẻ Visa, mỗi một tài khoản một info khác nhau. Alo, được chưa nhỉ? Mọi người có câu hỏi gì không ạ? Nếu mà anh em không còn câu hỏi gì thì mình xin phép dừng buổi Zoom ngày hôm nay ở đây nhé. Mọi câu hỏi thắc mắc thì mọi người có thể hỏi trên nhóm, hoặc mọi người có thể inbox trực tiếp cho mình, hoặc mọi người có thể hỏi trên cái nhóm mà mình mới tạo ấy nhé. Để anh em mình ai có kiến thức gì thì có thể chia sẻ trên nhóm cho mọi người nhé. Và cảm ơn mọi người đã tham gia buổi Zoom của mình ngày hôm nay. Thì hẹn mọi người ở những cái buổi Zoom tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người nhá. Cảm ơn mọi người nhá. Rồi, cảm ơn Dũng. Cảm ơn mọi người, chào mọi người. Chúc mọi người làm tốt nhé. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhá.